Bà cả, bà có cách gì không? Dậu là người hầu của em ba, vậy mình thử hỏi ý cổ coi làm sao. Như Nguyệt. Dạ. Em có ý gì không? Em nói đi. Dạ, theo em thì chuyện này không thể giấu giếm được nữa. Cho nên thay vì tìm cách đối phó thì mình đành phải thuận theo tự nhiên vậy. Tức là ông cứ chánh thức cưới dậu làm vợ lẽ. Mấy chị thấy thế nào? Em ba, em biết mình đang nói gì không vậy? Con dậu nó là người hầu, sao lại xúi ông đi cưới nó làm vợ lẽ? Mình làm như vậy chẳng khác nào bôi tro trét trấu lên mặt của Trịnh gia. Dạ, em cũng xin được thêm vô một câu. Em biết chị ba là người hiền lành, nhẫn nhịn, muốn bỏ qua mọi chuyện. Nhưng mà cách của chị đưa ra không có phù hợp với gia phong của nhà mình. Chị coi chẳng lẽ vì lỡ qua đêm với một con hầu mà bây giờ ông phải cưới nó làm vợ lẽ hay sao? Như vậy thì còn đâu là thanh danh của ông, là thể diện của nhà ta nữa. Chị cả, chị nói gì đi chứ. Lần này thì chị chắc không thể nào theo ý em rồi em ba. Trịnh gia ta nào giờ không có lệ cho người hầu được lên chức bà. Huống chi ông lại là người danh giá, nổi tiếng khắp cả vùng này. Chuyện này mà lan ra ngoài thì e là sau này ông khó làm ăn với ai được lắm. Đó, chị cả cũng đã lên tiếng rồi đó. Riêng tôi thì dứt khoát tôi sẽ không bao giờ đồng ý với em ba đâu. Nếu như em mà rộng lượng như vậy thì sao lúc ông cưới Kim Sa sao em lại mặt nặng mày nhẹ vậy hả? Em thay đổi nhanh quá, làm chị có một chút nghi ngờ rồi đó em ba. Chị hai thì lúc trước do em chưa thông suốt, chứ bây giờ em đã ngộ ra rồi. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường mà, cớ chi mình phải phản đối? Với lại trong chuyện này người quyết định cuối cùng vẫn là ông. Nói gì thì nói, tôi cũng không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu. Đây là cái chuyện vô cùng xấu xa, bại hoại gia phong. Nếu ông mà lấy con ở á thì tôi thắt cổ tôi chết cho ông coi. Thôi im hết đi, bà cứ ăn nói hàm hồ, có giỏi thì chết thiệt cho tôi coi đi. Em bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà. Cứ ồn ào như vậy em chỉ mệt thêm chứ ít gì. Thôi, để chị dò thêm ý ông coi làm sao, rồi mình mới quyết tiếp. Như Nguyệt, bộ dạng ngây thơ của cô lừa được ai chứ không lừa được tôi đâu. Tôi thừa biết tâm địa xấu xa của cô, âm mưu đưa con đó về làm bà để lấy lòng ông và có thêm người về phe của mình. Cũng cao tay thiệt, nhưng đừng có mừng. Cô nghĩ gì làm gì tôi biết hết. Cô đừng có quên, quyền cai quản cái nhà này vẫn còn đang nằm trong tay của tôi. Em thiệt không hiểu nổi, tại sao chị ba lại muốn ông cưới con dậu? Chẳng phải hôm trước á chị còn nổi giận đùng đùng với nó hay sao? Chắc chắn là có mưu sâu kế hiểm rồi. Chị nói vậy là sao hả chị hai? Cái con đó, chị còn lạ gì cái tính của nó nữa. Tự dưng thay đổi thái độ như vậy thì phải có lý do của nó chứ. Là đã nghĩ ra kế hại người. Chắc là nó muốn đưa con dậu về một phe để mà muốn rù quến ông, rồi khiến ông không còn muốn ngó tới chị em tụi mình nữa. Thiệt vậy hả trời? Nhìn chị hiền lành vậy mà không ngờ tâm chị xấu xa đến như vậy. Mai là chị nói á, chứ không lẹm lầm chết rồi. Do em mới về cho nên mới bị tụi nó gạt thôi.
ở lâu như chị với chị cả, thấy là đi guốc trong bụng nó. Nhưng ráng nhẫn nhịn, để cho yên nhà yên cửa, để cho ông vui thôi. Đúng là nhìn mặt không bắt hình dong được. Người trong hiền lương lại làm những chuyện ác nhân thất đức. Vậy bây giờ không lẽ mình cứ nhịn suốt đời hả chị? Chứ biết phải làm sao giờ hả em? Mình không đủ ác, mình không nhiều mưu kế như họ, nên mình phải chịu thiệt thòi thôi. Trước đây nó ỷ có ông cưng chiều, nó lên mặt với tụi chị lắm. Giờ có thêm con dậu hợp sức thì coi như chị em mình số phải khổ dài dài. Nghe chị nói mà em ứa gan quá. Em nào giờ sống an phận thủ thường, không có muốn đụng chạm tới ai hết. Nhưng mà em cũng không thích người ta chèn ép mình. Ai mà hại em một á, em sẽ trả lại gấp đôi. Em nói vậy thôi, chị em mình không có lại tụi nó đâu em à. Người ta được cưng, rồi người ta bày kế hại ở sau lưng của em thì làm sao mà em biết được. Chị hai, chị quên là em đã lăn lộn ở ngoài giang hồ nhiều năm rồi hả? Ai mà qua mặt được em? Em nói hay lắm. Vậy trước mắt em liệu mà nghĩ kế ngăn con dậu leo lên làm bà đi nghe. Chứ nó mà đứng ngang hàng với chị em tụi mình thì còn gì là thể diện nữa chứ. Dạ, chị cả tìm em có chuyện chi? Em ngồi đi. Chị có chuyện này muốn hỏi. Ở đây chị có hai chị em mình, em hãy nói thiệt cho chị biết đi. Tại sao em lại muốn ông cưới con dậu? Hôm trước biết chuyện ông ngủ với nó, em còn giận dữ kia mà. Tại sao hôm nay em lại thay đổi nhanh như vậy? Có phải là em đang có ý định gì khác không em ba? Hay là chỉ chiều theo ý ông? Còn dậu, nó là người ăn kẻ ở trong nhà. Ông mà cưới nó thì còn gì đâu là mặt mũi của Trịnh gia nữa. Chị cả à, bằng nãy đông người quá nên em cũng không tiện nói thẳng. Bây giờ chỉ có chị với em, em cũng muốn chị biết rằng đây không phải là ý của em. Còn ý của ai thì em nghĩ chắc chị cũng đoán ra được. Em nói vậy tức là việc muốn cưới con dậu là ý của ông sao? Dạ phải. Em tưởng chị theo ông lâu năm như vậy, chị phải rành tâm tính của ông lắm chứ. Là ý của ông, hèn chi em không tỏ vẻ e dè gì hết. Mà sao chị lại không nhận ra điều đó sớm hơn? Ngày xưa chỉ cần ông ho một tiếng thì chị biết ngay là ông muốn gì. Bây giờ lớn tuổi rồi, đâm ra lẩn thẩn, chị không còn hiểu ông nữa. Cũng may là còn có em đó em ba. Thì ý ông như thế nào chị cũng biết mà. Đã muốn làm thì ông sẽ làm cho bằng được, có ai cản được đâu. Vì vậy thay vì ấm ức bực dọc thì mình cứ giúp ông toại nguyện. Như vậy không phải ai cũng vui hết sao hả chị? Giống như là chuyện 8 năm về trước vậy đó. Chính chị cũng giúp ông lấy em đó thôi. Chuyện đó thì... Thì ngày xưa chị giúp ông như thế nào thì bây giờ em cũng giúp ông như vậy thôi. Có khác gì chị đâu chị cả. Vậy bây giờ chắc là ông tin tưởng em lắm nên mới nhờ cậy em lên tiếng vụ này. Dạ, tin tưởng hay không thì em không chắc. Em chỉ ráng làm tròn bổn phận mà ông đã giao cậy thôi. Nếu
chị không hỏi gì nữa thì em xin phép về phòng nha chị. Ừ. Anh chưa tìm được chị dậu đúng không? Thiệt là tội cho chị quá à. Không tiền, không bạc, không người thân, không biết ăn sao ở sao nữa. Sao lúc đó không giữ chân chị dậu lại giùm anh? Trời ơi, em sao dám. Lúc đó mấy bà làm dữ lắm. Em và ông Xỉu chỉ làm theo lệnh mà thôi. Nè, mày ăn uống gì chưa vậy? Lòng dạ nào mà ăn vô nữa hả ông? Thì mày cũng phải ăn để mày có sức để đi tìm nữa chứ. Nếu không á, mày sẽ chết đói trước khi tìm nó đó. Ông Xỉu nói đúng rồi đó. Để em bới tô cơm cho anh nha. Má, con nghe người ta đồn rần rần chuyện cha sắp cưới con dậu làm lẽ là đúng hả má? Ừ. Trời ơi, là thiệt sao má? Cha làm chuyện kỳ khôi như vậy mà thấy má cũng chấp nhận được sao? Con thiệt là không hiểu nổi luôn. Con dậu á là người ăn kẻ ở trong nhà, cớ gì cha phải cưới nó chứ? Vậy thì còn gì là danh tiếng nhà họ Trịnh nữa? Bộ con chưa rành tính cha con hay sao? Ông mà muốn rồi thì ai mà cản được. Má cũng nhức đầu chuyện này từ sáng tới giờ đây. Má nói vậy là sao? Mình phải phân tích lý lẽ cho cha thấy là chuyện này làm ảnh hưởng tới bộ mặt của gia đình mình như thế nào, rồi thiên hạ sẽ cười chê ra làm sao. Con không thể nào chấp nhận chuyện này. Không thể để một con ở lên làm má năm của mình được. Con phải đi gặp cha mới được. Thiệt tình không biết cha nghĩ cái gì luôn á. Có chuyện gì mà dòm con giận dữ vậy Phú Túc? Cái gì từ từ giải quyết. Thiệt tình, cái chuyện như vậy mà má hai không tức được sao? Là con điên nãy giờ. Nhưng vấn đề là chuyện gì? Thì chuyện cha con đòi cưới con dậu làm vợ năm đó. Chứ bọn má hai không thấy bất mãn hay sao? Ừ, thì có chứ. Nhưng có bất mãn thì cũng nén trong bụng, chứ làm sao mà dám nói ra ngoài được. Con cũng biết tánh của cha con rồi đó. Má con cũng vậy, bây giờ đến má hai cũng như vậy. Cứ cam chịu như vậy để cho cha con được nước lớn tới. Cái chuyện trái khuấy như vậy mà không ai dám lên tiếng can ngăn. Đến lúc thiên hạ cười chê, nhìn vô người ta nói gia đình mình bị tai tiếng thì làm sao chịu nổi đây trời. Vậy chứ bây giờ con tính là sao? Con sẽ đi gặp cha, phân tích phải trái cho cha hiểu, để cha biết ngăn chặn cha không làm chuyện mất mặt này. Chứ để chậm vài hôm nữa, ván đã đóng thuyền. Lúc đó không thể cứu vãn được danh dự nhà họ Trịnh này nữa. Thôi thôi, má càng con. Con mà cứ tỏ cái thái độ sừng sừng sổ sổ như vậy mà đi gặp cha con, rồi tánh của cha con nóng nữa. Hai cha con gặp nhau rồi có chuyện gì xảy ra, hỏng bét hết tất cả mọi chuyện. Chứ bây giờ con phải làm sao? Không lẽ con cứ đứng im dòm cha con làm chuyện xấu hổ như vậy sao má hai? Nghe má nói nè, chuyện cha con cưới con ở làm vợ, chuyện này ai cũng biết cha con đang làm trái với đạo lý. Nhưng có điều cha con không phải là người ai nói gì cũng nghe. Muốn khuyên được ổng thì cũng phải có cách. Cách gì hả má hai? Cha con từ nào giờ sĩ diện với bạn bè thân hữu, cho nên má nghĩ là con nên nhờ bạn bè của cha
nói vô một tiếng thì má nghĩ lúc đó cha con mới dừng lại. Ý của má hai là... Thì con nghĩ đi, hiện giờ chẳng phải là cha con có vẻ thân thiết và kiên nể với ông viên ngoại nhất không? Tại sao con không nhờ ổng nói giùm một tiếng thì lúc đó có phải hay hơn không? Hay quá, vậy mà con không nghĩ ra. Đúng rồi, mình mượn tay ổng để má con mình đỡ phải ra mặt gây mít lòng, mà cha con cũng dễ siêu lòng hơn. Đúng rồi, vậy con phải làm liền chứ không là trễ. Nhớ đừng nói má nói vậy đó nghe. Má không có biết gì đâu, con cũng biết tính cha con rồi đó. Dạ con biết rồi. Từ ngày ông cưới bà Tư tới bây giờ, chúng ta mới có dịp ngồi đàm đạo lại với nhau. Chắc lúc này ông bận rộn lắm đúng không? Thì cũng có ba cái chuyện ở cửa tiệm đó mà. Lúc trước ông Trịnh bận việc, nhưng mà tôi thấy ông cũng còn phong độ phóng khoáng lắm. Không có đâm chiêu tư lự như bây giờ đâu. Hay là ông đã có chuyện chi bận lòng vậy? Đúng là không có chuyện gì có thể qua mặt được ông. Có phải chuyện ông muốn cưới thêm bà nữa đúng không? Hả? Ủa? Sao ông biết? Tôi chưa nói chuyện này với ai kia mà. Chuyện này không sớm thì muộn ta cũng biết thôi. Chỗ thân quen với nhau, ta nói thật lòng, ông đừng có giận. Ông lấy Kim Sa làm là ca kỹ, làm bà Tư, ta cũng ủng hộ. Nhưng lấy một đứa người ở đem về làm vợ lẽ thì e rằng không hợp đạo lý lắm. Ông hãy dừng lại đi, trước khi mọi việc trở nên quá muộn. Ai nói với ông chuyện này? Có người nhà của ông đã đến gặp ta, nhờ ta khuyên ông một tiếng. Ai mà to gan dữ vậy? Bà cả hay là bà hai? Không phải, đó là Phú Túc. Phú Túc? Thật ra là nó cũng muốn tốt cho ông thôi. Nếu ông còn xem ta là bạn thì ông nên suy nghĩ kỹ lại đi. Trước giờ ông muốn cưới thêm ai, ta không bao giờ có ý kiến gì hết. Nhưng cưới một con hầu về làm vợ thì tuyệt đối là không được. Ông đừng có nói nữa. Trước giờ tôi luôn coi trọng ông vì tài đức và danh tiếng của ông, nhưng không có nghĩa là ông có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi. Tôi đi về đây. Nếu như sau này ông còn nói những cái chuyện này nữa thì tôi với ông coi như không còn là bằng hữu nữa. Cáo từ. Có chuyện chi mà thấy ông có vẻ bực dọc quá vậy? Thôi, ông đừng có giận nữa làm tổn hại tới thân thể của ông. Để em giúp ông hạ quả nha. Ông thấy có dễ chịu hơn không ông? À, dễ chịu lắm. Cũng may là có em lúc này đó dậu. Em làm cho ta cảm thấy thoải mái khoan khoái hẳn ra. Chẳng buồn lúc quay về nhà, nhìn mặt kẻ nào cũng thấy chán ngán, mệt mỏi. Toàn là một lũ ăn bám thích chống đối ta. Có chuyện gì ở nhà hả ông? Có phải vì chuyện ông muốn cưới em làm vợ nên
mọi người không vui không? Nếu mà do em thiệt thì em có lỗi với ông quá. Chuyện này đâu phải lỗi của em đâu chứ. Ta muốn cưới em làm vợ thật lòng, chứ đâu phải bị dối lừa ép buộc chi đâu. Còn về thân phận của em thì đâu có ai sinh ra mà muốn như vậy. Họ cứ viện cớ trước giờ chưa có tục lệ là chủ cưới đầy tớ. Thì trước chưa có, bây giờ có thì đã sao. Em cảm ơn ông đã thương em nên mới nói như vậy. Em cũng không có trách mấy bà đâu. Nhưng mà còn bà ba có nói gì không ông? Chỉ có mỗi mình bà ba là ủng hộ chuyện giữa ta với em thôi. Còn lại hả, phản đối kịch liệt luôn. Ngay cả thằng Phú Túc cũng bày đặt đi tìm người để chống đối lại ta. Ông nè, hay là mình thôi chuyện này đi. Vì nó mà ông bị mọi người quay mặt, rồi nhà cửa mất vui, thì em cũng đâu có thích đâu. Em thấy ông như vậy em cũng đau lòng lắm. Em được hầu hạ ông như vậy nè, mỗi khi ông tới đây như vậy là hạnh phúc với em lắm rồi. Không được. Càng chống đối ta càng muốn làm. Ta nhất quyết, ta sẽ đưa em về làm vợ năm. Cứ chờ ta ít hôm nữa đi. Lời của Trịnh Quý Thịnh này đã nói ra thì sẽ không bao giờ rút lại. Chứ không sau này còn ai xem Trịnh Quý Thịnh này ra cái gì nữa. Ông à, bớt giận đi mà. Mình, sao nhìn mình có vẻ không vui vậy? Không phải đêm hôm qua mình ở bên em dậu sao? Có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy? Không phải do cô ấy. Tôi chỉ bực bởi một người bạn vong niên thôi. Ông viên ngoại phải không mình? Hai người là bạn thâm niên mấy chục năm nay. Em chưa từng thấy mình với ông ta có xích mích gì. Nhưng nhìn mình bực bội như vậy. Chắc là phải xảy ra chuyện gì lớn lắm đúng không mình? Mọi việc cũng do thằng Phú Túc nó thài lai. Nó chạy đến đó, nó nhờ ông ngăn là không cho tôi cưới bà Năm. Mà ông này cũng kỳ thiệt. Khi không, lại nghe lời thằng mắc dịch đó. Ông diễn ra đủ thứ lý do để khuyên tôi là không nên cưới một con ở đợ về làm vợ. Nào là danh tiếng tôi sẽ bị ảnh hưởng, rồi thị phi, rồi tai tiếng, đủ thứ mọi chuyện. Ở nhà tôi đã nghe bà cả với bà hai nói, đã mệt lắm rồi. Lại nghe ổng nói, tôi mệt thêm nữa. Nhưng ngẫm ra họ nói cũng đúng mà mình. Cái gì? Ngay cả bà cũng nói vậy sao? Tôi tưởng cái nhà này có một mình bà ủng hộ cho tôi chứ. Em thì em vẫn ủng hộ mình mà. Em thấy họ nói cũng đâu có sai. Nhưng mà mình yên tâm đi. Em đã nghĩ ra một cách để mình có thể đưa em dậu về đây. Sớm hôm có thêm người hầu hạ. Ý bà là sao? Tôi nghe chưa hiểu lắm. Thì mình nghĩ đi. Bây giờ họ chống đối mình chỉ có một lý do duy nhất mà thôi. Đó là thân phận của người hầu. Vậy thì muốn cho tất cả tâm phục khẩu phục thì mình cho cô ấy một địa vị khác là xong. Lúc đó mình có thể danh chính ngôn thuận đưa cô ấy về mà không ai dám hó hé gì hết. Bà nói chí lý đó. Bà lo giùm tôi vụ này nghe. Nhưng mình phải cho em gặp em dậu thì em mới thực hiện được kế hoạch này. Được.
Đem xoa bóp cho mình nha. Bà, sao bà biết em ở đây mà tìm? Nhờ ông chỉ cho ta biết chỗ này. Mời bà ngồi. Em cũng ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với em. Dạ. Chắc là em cũng biết sơ qua tình hình ở nhà rồi đúng không? Dạ, em có nghe ông nói sơ qua. Mà bà đến đây là vì chuyện đó sao? Hôm nay ta ghé qua có chủ đích là muốn giúp em được danh chính ngôn thuận ở bên ông hàng đêm. Em có muốn như vậy không? Dạ, chuyện đó nếu được thì là phần phước của em. Còn nếu không được thì cũng không sao đâu bà. Em không dám đòi hỏi gì đâu. Nhưng mà bà hỏi vậy có nghĩa là bà không giận em hả? Có chứ, ta có giận em. Nhưng sau khi ta suy nghĩ lại, nếu như ông không động lòng thì làm sao em làm chuyện đó được chứ? Với lại hiện giờ ông chỉ thích em hầu hạ, ta có thể ngăn hay giận dữ thì cũng đâu thay đổi được sự thật. Dạ, nghe những lời này em mừng lắm. Nhưng em nghe ông nói mọi người đang phản đối em nhiều lắm, có phải không bà? Hiện thời là như vậy. Nhưng ta đã nghĩ ra cách giúp em về nhà đàng hoàng với tư cách là vợ năm. Nhưng em hứa là phải tuyệt đối tin và nghe theo những lời mà ta căn dặn thì chuyện mới thành được. Dạ, em xin nghe theo bà. Được. Trước hết, ta muốn em thay đổi xưng hô. Đừng gọi ta là bà nữa. Từ bây giờ, chúng ta cứ coi nhau như chị em trong nhà. Em cũng đã kề cận bên ta nhiều năm, chắc em thừa biết ta không ưa mấy chuyện thị phi tranh giành đấu đá. Nhưng mà chuyện của em, ta phải ra mặt chống lại mọi người, là em phải hiểu ta yêu quý em tới cỡ nào. Sau này khi mà em về, chắc chắn sẽ có nhiều kẻ ganh ghét chị em mình mà tìm cách đâm chọt nhằm ly gián chúng ta. Em phải hứa em không được lung lạc và bị mất lòng tin và mất tình chị em, nghe không? Dạ, em biết rồi. Em cảm kích lòng tốt và sự bao dung độ lượng của chị. Em thề, nếu em được về làm bà năm của nhà họ Trịnh, em sẽ hết lòng bảo vệ và trung thành với chị. Kẻ nào dám đụng đến chị thì phải bước qua xác của em. Thôi, em không cần phải tốn sức như vậy. Thực ra chị cũng không tốt như em nghĩ đâu. Chị chỉ nghĩ nếu không phải là em thì ông cũng sẽ rước người khác về làm bà năm, rồi có thêm bà sáu, bà bảy gì nữa. Cho nên thay vì có người lạ vào nhà, bây giờ có em ở bên cạnh hầu hạ ông vẫn tốt hơn. Mà chị cũng có người tâm đầu ý hợp, thủ thỉ vui buồn sớm hôn. Bà dậu, chị dặn nè, vô được nhà họ Trịnh là một chuyện, nhưng phải sống làm sao để giữ được địa vị của bà năm lại là chuyện khác. Nó khó khăn hơn nhiều lắm. Đừng để người ta chà đạp hay hất cẳng ra khỏi nhà thì uổng công của chị lắm, nghe em. Dạ, em cảm ơn chị đã dặn dò. Em đã sống trong nhà đó nhiều năm, cũng rành tính nết từng người rồi, nên không dễ gì để cho ai ức hiếp được em đâu. Chị tin là em sẽ làm được mà, đừng có lo gì hết. Cứ yên tâm ở đây, chờ ngày ông rước em về làm bà năm nha. Dạ. Chuyện này là sao hả ông? Xin ông nói rõ để chúng tôi không thất lễ với ông. Đây là người hầu của Trịnh gia, sao ông lại biết cổ? À, chuyện là mấy ngày trước, gia nhân của ta cứu được một cô gái nhảy xuống sông tự vẫn.
Khi cô ấy tỉnh dậy thì ta mới biết đó là người của gia đình mình. Cho nên hôm nay nhân tiện ta đến đây, ta dẫn cô ấy đi cùng theo. Vậy thay mặt gia đình tôi xin cảm ơn ông. Dậu à. Dạ. Con đi ra sau đi, rồi chút nữa bà sẽ hỏi chuyện con sao. Khoan đã bà cả. Có chuyện này ta cũng nghĩ là mọi người nên biết. Hôm thầy Lan đến khám cho cô ấy thì phát hiện là cô ấy đang có thai. Chuyện này thì khá tế nhị, mong mọi người xử sao cho khéo, kẻo thiên hạ họ dị nghị thì tội nghiệp cho cổ. Trời ơi, cái con này, sao mày hết gây chuyện này tới chuyện kia vậy hả? Mày ăn nằm với ai rồi có thai cho đã, rồi giờ mày về đây mày làm xấu mặt cái nhà này hay sao? Kìa em hai, em bình tĩnh đi. Bộ em tính la làng cho cả bàn dân thiên hạ người ta nghe hay sao? Dậu, nghe bà hỏi, cái thai trong bụng của con là của ai? Dạ. Là của ai hả con? Dạ, là của ông. Cái gì? Tại sao mày dám đổ quý cho ông? Bộ mày hết muốn sống rồi hả con kia? Dạ, con xin bà, con thề là có trời đất chứng giám, cái bào thai này là của ông. Con không dám nói láo nửa lời. Ông ơi, xin ông nói một tiếng giùm con. Mấy bà cứ bình tĩnh đi, để ông Trịnh đây nói coi làm sao. Thôi thì chuyện đến nước này, tôi cũng tình thật thưa với ông, cô Dậu đây cũng đã hầu hạ tôi bấy lâu nay và tôi cũng rất hài lòng, cho nên tôi cũng tính cưới cổ làm vợ lẽ. Vậy thì tốt quá rồi. Cô ta đang mang thai cho ông, ông mà cưới cổ thì coi như là tiện cả đôi đường, mà vừa tránh được thiên hạ họ đàm tiếu, mà Trịnh gia lại có thêm một quý tử. Không được, cho dù nó có mang giọt máu của ông cũng không thể nào cưới sinh gì hết. Tôi không chấp thuận. Bà hai, tại sao bà lại phản đối gay gắt vậy? Ông cũng biết tại sao mà. Cho dù có thế nào thì nó cũng từng là người ở trong ngôi nhà này. Tôi không có cam tâm để gia đình của mình bị điều tiếng là đi cưới một con ở về nhà như vậy. Chị cả, em Tư, hai người cũng lên tiếng đi chứ. Chị hai nói đúng đó mình. Em không có ích kỷ chi hết. Mình muốn cưới thêm mấy vợ cũng được, nhưng không nên lấy một người có thân phận thấp hèn và từng làm tôi tớ trong nhà. Mình nên suy xét lại đi mình. Tôi thì cũng không có chống đối về ông, nhưng tôi cũng không đồng tình chuyện này. Tôi chỉ mong ông suy xét cẩn trọng, đừng có quyết định hấp tấp quá, e là sau này sẽ lãnh chịu hậu quả xấu. Ông Trịnh, ta tuy là người ngoài nhưng cũng xin phép được lên tiếng. Sở dĩ mấy bà đây phản đối chuyện này tự trung cũng bởi một lý do thôi, đó là không môn đăng hộ đối, có đúng không? Cả ông viên ngoại đây cũng nói rõ ràng điều đó, đúng là không môn đăng hộ đối. Thì tôi cũng xin phép không có ý kiến gì nữa. Nếu mà ông Trịnh đây thật lòng muốn cưới cô Dậu thì cũng có cách mà. Cách nào xin ông chỉ cho. Mọi người đều ngăn cản cuộc hôn nhân này vì thân phận thấp hèn của cô Dậu, không xứng đáng với ông đây. Vậy thì bây giờ mình cho cổ một cái thân phận mới tốt hơn thì được, đúng không? Dạ, ý ông là sao tôi chưa rõ. Như vậy bà cả,
Nếu bây giờ tôi nhận cô dậu đây làm con nuôi thì thân phận của cổ đâu có còn là thấp hèn nữa đâu. Con gái nuôi của ông viên ngoại thì quá xứng đôi vừa lứa với ông Trịnh đây rồi. Ông nói như vậy sao được? Ai ai cũng biết đó là người hầu trong ngôi nhà này. Tại sao lại có thể thay đen đổi trắng như vậy được? Chuyện gì cũng có thể thay đổi được mà. Ngày xưa cổ đúng là người hầu của gia đình mình, nhưng từ ngày cổ được ta cứu mạng, cô dậu đây đã nhận ta là cha nuôi. Hay quá, đúng là ý trời mà. Dậu à, nhanh em mau lạy tạ cha nuôi đi. Dạ, con xin đa tạ cha nuôi. Cảm ơn ông, có ông mọi chuyện suôn sẻ hẳn. Mọi người thấy rồi chứ, bây giờ cô ấy là con nuôi của ông viên ngoại đây. Vậy thì tôi có thể cưới cổ, và đã xứng rồi thì không sợ chuyện thị phi đạp tiếu nữa, đúng không? Nhưng mà... Ủa, bà hai còn vướng mắc gì sao? Thôi được, cứ cho đây là ý trời đi. Nhưng mà đã tiền dâm hậu thú, vậy thì chỉ làm đám thú thôi, chứ không có được làm lễ cưới gì hết. Bà hai nói cũng có lý đó. Còn ông thấy sao? Được, cứ vậy đi. Nhanh quá, mới đây là tới kỳ hạn rồi. Gì vậy? Ủa sao mặt mày ai cũng bí sĩ vậy? Sổ sách đây. Sổ sách mà sao mặt mày không vui gì hết trơn à? Ủa sao mặt mày sụi lơ không vui gì hết trơn vậy? Bộ gia chủ có chuyện gì buồn hả? Không phải chuyện buồn mà là chuyện vui. Vui nhiều quá, tới tấp luôn, cho nên tụi tôi ghi mỏi hết cả tay, bàn mỏi hết cả miệng, cho nên thành ra mệt. Vui hả? Không lẽ có thêm người nữa hả? Hay! Đúng rồi, gia chủ họ Trịnh cưới thêm một bà vợ nữa. Vậy là bà thứ mấy? Bà năm. Không lẽ hộ tịch của nhà họ Trịnh có thêm một người? Không phải, không phải thêm một người. Tại vì cái bà này là bà cũ trở thành người mới, cho nên không tính thêm một người được. Cũ và một người mới? Ừ. Vậy là sao? Là vậy nè, nếu mà tính thêm người mới á, thì người mới này phải từ ngoài đường vào. Nhưng mà người này không phải từ ngoài đường vào. Người này đã ở sẵn trong nhà rồi. Ở sẵn trong nhà là người ở, rồi từ đó đó mới trở thành người mới. Tức là người mới này không phải là người mới mà vẫn là người cũ, cho nên không thể là người mới, hiểu không? Vậy là đâu thêm người nào? Đâu, Những thêm một người, đó là một bà, đó là bà Năm. Nhưng mà bà Năm không phải là người mới mà là người cũ ở trong nhà. Thêm một người mà không phải. Thôi thôi, để tụi tôi nói lại từ đầu. Để tôi coi sổ sách cho chắc ăn. Nói hồi tôi rối. Ông, tôi nói nhanh hơn. Ông cô đệ sợ mình hay sao vậy trời? Chắc vậy á. Mọi việc coi như là đã giải quyết êm xuôi hết rồi. Chúc mừng em quay trở về với vai vế là bà Năm. Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm. Không có chị, em cũng không biết xoay sở ra sao nữa. Ơn này, em nguyện sẽ có dịp đền đáp cho chị. Thôi, đừng nói chuyện ơn nghĩa nữa. Mà dậu nè, sao em nghĩ ra kế có thai hay vậy? Bữa chị vội quá, quên hỏi em ý này. Dạ, đây không phải là mưu kế gì hết, mà đó là sự thật đó chị. Thiệt hả? Dạ. Đúng là may mắn quá. Đúng là trời giúp em rồi đó dậu. Dạ, trừ chuyện đó là may mắn thôi, chứ mấy chuyện khác đều nhờ chị hết. Chị đã dẫn dắt mọi người đến bước đường cùng không thể quay lại được. Nhìn họ ngớ người trước lý lẽ của ông viên ngoại mà em hả dạ gì đâu luôn á. Có gì đâu em, chị biết tính mấy người họ mà, vừa cố chấp lại thích hơn thua.
nên mới tương kế tụ kế, đưa họ vào bẫy thôi. Mà chị nghĩ ra kế cho em làm con nuôi của ông viên ngoại thiệt là hay luôn. Không còn bất cứ ai có thể phản đối này nọ nữa. Chắc bây giờ mấy người họ còn cay cú lắm đây. Thực ra em đừng nên chủ quan quá. Mình chỉ mới thắng bước đầu thôi. Những ngày sắp tới chắc chắn họ sẽ không để yên cho chị em mình đâu. Dạ, em sẽ cẩn thận. Chị cứ yên tâm nha. Em biết là mình phải làm gì để tồn tại mà. Em thề, dù ai có nói ngã nói nghiêng như thế nào thì em vẫn luôn trung thành với chị. Em nghĩ được như vậy thì chị yên lòng rồi. Em Tư, mình bị chủ tớ nó lừa một vố, mà sao chị cãi với em đây thản nhiên như không vậy? Chứ chị á, chị tức muốn điên đây nè. Cứ tưởng phen này á, dồn được con kia vô tới đường cùng rồi, ai dè hai tụi nó lại cấu kết với ông viên ngoại. Thiệt đúng là đuối lý. Mà em cũng ngộ, sao lúc đó em im ru vậy? Làm tụi nó được đà lớn tới, riết rồi hả, chắc nó leo lên đầu mình ngồi luôn quá à. Chị có trách á thì em chịu, chứ lúc đó em còn nói gì được nữa. Họ đã tính hết đường đi nước bước rồi, chờ tụi mình nói hớ một cái là nhảy vô liền, cản đâu có kịp. Đúng là cái thứ lực lọng, với cái con hầu vô liêm sỉ đó hả, chủ tớ nó mà cấu kết với nhau thì chị em mình còn mệt dài dài. Em có biết gì sao? Lúc trước con nhỏ đó không cho ông cưới em không? Vì nó chê em chỉ là một con ca kỹ, nói em là một con sướng ca vô loài. Ôi thôi, nói chung là nói rất nhiều thứ. Vậy mà bây giờ nó lại ủng hộ ông đi cưới con ở. Thiệt là không hiểu nổi. Chị ba nói em như vậy sao? Ủa, em làm ca kỹ thì có gì sai? Sao chị lại xúc phạm em như vậy? Thì chị đã nói rồi, con đó lòng dạ nó hiểm độc lắm. Trước mặt em nó ngọt ngào vậy, chứ sau lưng nó đâm em cũng không biết chừng. Mà chị thì chị quen rồi nên không hề chi. Chị chỉ thương cho em mới về, về ngôi nhà này không được bao lâu hết thì lại gặp cảnh này. Giờ chẳng lẽ mình cứ làm thinh, rồi cứ để tắc quái tắc quái hay sao? Chị hai, em không có dễ đầu hàng sớm như vậy đâu. Trước đây mình thua họ là vì mình quá chủ quan, nóng nảy, làm cái gì cũng vội vàng. Từ nay mình phải cẩn thận, khôn ngoan hơn, mình mới lật được thế cờ này. Nhưng có một điều quan trọng là con dậu nó đã có thai với ông, thì em làm được gì? Chị hai, chị nghĩ con dậu có thai thiệt hả? Thật ra thì chị cũng hơi ngờ ngỡ. Không có gì chắc chắn nó đã có thai, trừ lời nói của ông viên ngoại thôi. Nhưng mà ổng là người có gia thế trong xã hội, chẳng lẽ lại đi gạt chúng ta sao? Chị ngây thơ quá. Ông ta cũng là người cùng phe với bọn họ, nói cái gì mà không được. Vậy thì để chị làm khán giả chờ coi cái thai đó là thật hay giả. Rồi tới lúc đó nó gạt chị em mình á thì coi như là nó tận số rồi. Dạ thưa bà, tôi đã đưa bà Năm đi bắt mạch hốt thuốc ở hai nơi. Cả hai thầy đều nói là đúng rằng đã có thai. Tôi hỏi thiệt, cô có thấy chuyện này hơi lạ lạ không? Dạ, ý bà là sao? Nếu thiệt đó là giọt máu của ông thì quả là phước đức của Trịnh gia. Nhưng mà tôi thấy lạ là tại sao bao nhiêu năm nay không có ai có thai với ông, vậy mà
Đúng lúc chuyện đang lùm xùm, chưa ngã ngủ thì con dậu... mà em Năm lại báo tin mừng. Nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, chứ tôi không có căn cứ gì cả. Cô đó, nhớ giữ mồm giữ miệng, đừng có đi nói lung tung, kẻo ông nghe được lại phiền. Dạ, tôi hiểu mà. Chắc tại lâu quá trong nhà không có tin vui, cho nên giờ đột ngột nghe tin này, bà thấy nghi ngờ thôi. Chứ đi mấy thầy đều nói là bà Năm có thai thiệt. Tôi nghĩ là chắc trời Phật đã nghe thấu lời cầu xin của bà, cho nên là Trịnh gia có thêm một đứa con để nối dõi. Nếu thiệt vậy thì tốt quá. Chắc là trời Phật đã nghe được lời cầu xin của tôi. Dạ, tôi xin phép bà đi xuống bếp để làm việc ạ. Cô đi đi. Dạ. Bà nói vậy rồi bà cả có nghi ngờ gì không? Dạ, tôi nói đúng y như lời bà dặn, nên bà cả không có nghi ngờ gì hết. Vậy thì tốt. Dạ, bà cho tôi hỏi thiệt, cái thai trong bụng của bà là của ai? Bà hỏi kỳ vậy, của ông chứ của ai? Ai mà nghe bà hỏi như vậy, hiểu lầm tôi là chết đó. Tôi với bà đã quá rành nhau rồi, cho nên tôi hy vọng bà đừng có giấu tôi chi. Tôi chỉ sợ bà che giấu cái gì đó, rồi lỡ bị phát hiện thì an nguy đến tính mạng chứ chẳng chơi. Bà yên tâm đi, tôi đã lường trước được mọi sự rồi. Với lại có bà cùng phe, tôi sợ gì mà không qua mắt được mấy người trong nhà mình chứ. Bà đừng có chủ quan. Trong nhà này không chỉ có một mình tôi là để ý tới bà đâu. Tôi biết, bà Hai nè, bà Tư, rồi con Lựu nữa. Họ chỉ chờ tôi sơ hở là nhảy vô quật chết tôi liền. Người nào cũng đang muốn dò coi cái thai này là thiệt hay giả, để lập chứng để hại tôi sảy thai. Bà Xuyến à, tôi cần bà. Nếu như có cơ hội, bà hãy nhớ, bằng mọi cách, bà làm sao thì làm, phải nói với bà cả là bà Hai với bà Tư đang có ý muốn hại tôi. Tự nhiên tôi nói như vậy, làm sao bà cả tin được? Tôi đã lo liệu chuẩn bị mọi thứ hết rồi, bà đừng có lo nữa. Mà nè, tôi nhắc lại cho bà nhớ, tôi vẫn còn đang nắm giữ bí mật của bà đó. Cho nên không những việc này, mà sau này bà phải nhất nhất nghe theo lời của tôi nha. Tôi không có để cho bà thiệt thòi đâu. Tôi biết rồi thưa bà. Nếu mà bà không còn dặn chi á, thì tôi ra làm sao giường hái rau để nấu cơm. Bà đi đi. Tôi đi. Dậu nè, em với cô Xuyến có chuyện chi mà thân mật quá vậy? Bây giờ em đã là bà Năm rồi, đừng có gần gũi với kẻ hầu người hạ nhiều quá, kẻo họ lờn mặt đó. Dạ, em cảm ơn chị đã nhắc nhở. Em sai bản đi hái cho em một ít rau để nấu thêm món đó mà. Vậy thì được. Con người cô Xuyến cũng khó lường lắm, em đừng có gần gũi với cổ quá, kẻo sau này lại gặp chuyện khó xử. Dạ, em biết mà, em còn lạ gì bả nữa. Trước đây bả có coi em ra cái gì đâu, bây giờ thấy em được như vậy thì quay lại nịnh bợ em. Mà sao em ghét mấy người giả dối hai mặt như vậy không biết nữa. Mày giấu. Gì vậy? Em nói đi,
Chuyện này là sao? Em nói em thương anh, muốn có con với anh, bây giờ em có thai với ông là sao? Trời ơi, đi theo tôi, nhanh lên. Anh Thế, anh có thương tôi không? Tôi thương em, thế nào mà em còn không hiểu hay sao? Giờ còn hỏi tôi nữa. Anh thương tôi thì xin anh đừng bao giờ hé chuyện của tôi và anh nghe không? Ông hay là bà nào biết được thì tôi với anh bị gông cổ đẩy ra đường cho người ta ném đá, còn tôi sẽ bị người ta mổ bụng lấy con đó, anh hiểu không? Em nói gì? Cái thai này trong bụng của em là con của anh hả? Có phải con anh không Dậu? Dậu? Không phải. Anh đừng có nói bậy nghe chưa? Ai nghe được là chết tôi đó. Em trả lời anh thiệt đi. Anh mới nghe bà Xuyến nói, mới đưa em đi khám thai. Nghe nói cái thai được 2 tuần trăng rồi. Anh nhẩm tính, nếu 2 tuần trăng thì đúng cái ngày hôm đó anh với em đã... Trời ơi, anh đừng có nói lớn được không? Vậy là con anh, đúng không Dậu? Anh đã nói vậy thì thôi, tôi không có giấu nữa. Nó là con của anh đó. Nhưng mà tôi xin anh đừng có tiết lộ chuyện này với ai, kể cả ông Xỉu và thằng Út. Chỉ cần một người biết là tánh mạng mẹ con tôi khó bảo toàn lắm. Anh hiểu điều đó không? Anh hiểu mà. Nhưng mà em có con với anh. Nhưng mà tại sao lại còn làm chuyện đó với ông là sao? Thật ra em đang muốn gì? Ai nói? Chuyện này ai cũng biết bà Dậu. Chẳng phải đó là lý do em bị mấy bạn đuổi ra khỏi nhà hay sao? Em đã là người của anh, sao còn qua lại với ông chứ vậy? Thật ra em đang muốn gì? Em trả lời anh lẹ đi, sao lại như vậy hả? Anh Thế à, chuyện này tôi cũng có nỗi khổ đi. Đúng ra tôi đã cắn răng nhịn nhục cho qua, mà bây giờ anh cứ dặn dẹo như vậy thì thôi, tôi sẽ nói thiệt. Cái đêm mà tôi trao thân cho anh là tôi thương anh thiệt. Tôi cứ nghĩ mình có con rồi sẽ xây dựng mái ấm với nhau. Ai về đâu, ông chủ nhầm tưởng tôi với bà ba, nên đêm hôm đó đã cưỡng bức tôi. Tôi là phận tôi tớ, làm sao mà chống lại được chứ. Trời ơi, em nói thiệt hả? Tại sao lúc đó em không nói với anh? Trời ơi, cái chuyện nhục nhã này làm sao tôi dám nói với anh chứ. Nói với người khác tôi lại càng không dám. Người ta đương nhiên sẽ tin ông, chứ làm sao tin một đứa con ở như tôi. Nên tôi cho qua. Ai về bà ba với mấy bà hiểu lầm nên mới đuổi tôi. Rồi sau đó ông dì ngoại công bố chuyện tôi có thai trước cả nhà. Thì anh nghĩ đi, trong hoàn cảnh đó tôi phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ tôi khai tên anh ra rồi chết chùm cả đám hay sao? Anh đã không rõ đầu đuôi còn trách tôi nữa. Uổng công tôi che giấu chuyện này cho anh. Dạ, em nói thiệt hả? Vậy mà bấy lâu nay anh cứ trách em. Hay là cái thai còn chưa lớn, mình bỏ trốn đi. Mình bỏ đi thật xa, mình bận ăn xin con đẻ cái, mình làm lại từ đầu được không? Không có được. Hiện giờ ai cũng nghĩ cái thai này là của ông nè. Bây giờ mình mà bỏ trốn là họ cho người theo đuổi bắt liền luôn. Họ có tiền, có quyền, họ có nhiều mối quan hệ. Mình có bỏ trốn tới đâu thì họ cũng tìm ra thôi. Chỉ bằng mình cứ giả bộ sống theo ý họ đi. Con của mình nó cũng được ăn no mặc đủ. Sau này cha con anh nhận nhau cũng đâu có muộn đâu. Nhưng mà anh thấy làm vậy giống như gạt người ta, mà bản thân mình cũng không có vui nữa. Suốt ngày cứ lo lắng đâu có yên đâu. Hay là bây giờ mình nói thiệt đi, rồi mình làm lại từ đầu nha. Vậy nha Dậu. Anh nói cái gì mà nghe dễ quá vậy?
Bây giờ tôi mà nói thiệt á, dám hỏi giết cả nhà mình đó. Tôi đã nghĩ nát nước rồi. Để ba chúng ta được sống yên ổn, không phiền lụy, thì chỉ có cách duy nhất này thôi. Anh đừng có sợ, tôi đã lường trước mọi chuyện rồi, nên không có ai biết mà hại mình đâu. Với lại có bà ba giúp sức nên không sao đâu. Anh đừng có lo nha. Cũng may còn có bà ba bên em. Bà ba là người thiệt tốt bụng. Ừ, tốt thì tốt đó, nhưng mà không có hoàn toàn như anh nghĩ đâu. Ủa, là sao? Anh thấy bà ba giúp em nhiều lắm mà. Mà thôi, anh biết nhiêu đó được rồi. Biết càng nhiều càng nguy hiểm. Mà anh nghe tôi dặn nè, anh nhớ tuyệt đối phải giữ kín bí mật này. Sau này cũng phải nên tránh xa tôi ra, đừng có tỏ ra vui mừng hay thân thiết với tôi quá nghe không. Họ mà nghi ngờ truy ra mọi việc là không có được đâu. Có việc gì cần tôi sẽ tìm gặp anh. Anh nhớ rồi, nhưng mà em cũng phải bảo trọng nghe. Tôi biết rồi. Còn nữa nè, nếu như không có chuyện gì thì anh đừng có nhảy ra chặn đường tôi giống hồi nãy nghe không. Tôi bây giờ là bà Năm rồi, là vợ của ông chủ đó, nên anh phải giữ ý giữ tứ chứ. Thôi anh đi đi, đi làm việc của anh đi. Đi đi, người ta nhìn thấy bây giờ. Dạ. Tính ra con dâu là người có phước nhất nhà này đó. Thay vì bị tra xét hay vất vưởng ở ngoài đường thì lại được em giúp đỡ tận tình như vậy. Em thiệt là độ lượng, nhân từ đó em ba. Em nghĩ đó là lẽ thường tình thôi mà chị. Sao lại thường tình? Bộ em không ghen không giận hay sao? Vậy 8 năm trước chị có ghen và giận không chị? Mà sao lại giúp ông đưa em vào nhà này vậy chị cả? Em cảm kích trước tấm lòng của chị, nên bây giờ mới tìm cách giúp con dậu, thì có gì đâu mà sai. Nhưng em và dậu không có giống nhau. Em so sánh như vậy không có hợp lý lắm. Chị lại cảm thấy em đang có ý đồ gì trong chuyện này. Có ai làm chuyện gì mà không đặt tâm ý mình vào trong đó hả chị cả? Chị cũng đâu hoàn toàn vô tư khi mà tìm mọi cách giúp ông, đúng không chị? Em có lôi chuyện cũ của ngày xưa ra làm gì vậy em ba? Thật sự chị rất là hối hận ray rứt về chuyện đó. Suốt mấy năm qua chị không yên lòng. Chẳng lẽ em không tha thứ cho chị được hay sao? Sao mà em cứ móc mỉa chị hoài vậy? Em tha thứ cho chị hay không cũng đâu quan trọng. Chẳng phải ngày nào chị cũng tụng kinh sám hối để lòng chị được thanh thản sao? Em thấy chị làm vậy cũng hay đó. Em cũng muốn cứ làm gì mình thích đi, rồi sau này có gì á thì mình đọc kinh sám hối, rồi mình xin ơn trên xá tội thì sẽ xóa hết được tội lỗi thôi. Em ba, em nói gì mà nghe nặng nề vậy? Chị đã lỡ phạm phải sai lầm, cho nên bây giờ mong là em đừng vấp phải nó. Em nói thiệt đi, có phải lần này em quay về đây là có âm mưu gì đó không? Nếu có, chị mong em hãy suy nghĩ lại và dừng lại đi em. Bây giờ vẫn còn kịp đó. Trời đất, nãy giờ em chỉ nói giỡn chơi, chọc chị một chút cho vui thôi. Chị tưởng thiệt hả chị cả? Mấy năm nay em sống ra sao, nhẫn nhịn thế nào chị cũng biết mà. Sao dám bày mưu tính kế với chị? Em quay về đây là đã ăn năn hối hận về chuyện đã cư xử không phải với ông. Sao mà chị phải suy diễn dữ vậy? Còn chuyện giúp dậu, chẳng qua là em muốn giúp cho ông vui lòng thôi. Phù sướng phù tùy mà chị.
Thế mày có gì mày nói nghe coi Thế. Nếu mày muốn khóc á thì mày khóc cho đã đi. Còn mày muốn la muốn hét á thì mày hét cho nó đã lên luôn đi. Mày muốn đánh người á, nè, mày qua mày đánh tao đi. Còn nếu sợ mà đánh tao đau á, mày quánh vô cái cột này nè. Chứ mày đừng có lầm lầm lì lì như vậy, tao sợ lắm. Ông Xỉu nói đúng rồi đó anh Thế. Em biết anh hồi đó vợ rất mạnh mẽ, nhưng có những chuyện á vượt quá sức chịu đựng, anh đừng cố gắng quá nha. Ê, Út, ông Xỉu, sao anh không nói tiếng nào hết vậy? Đâu có biết đâu. Nó không nói á, mày cậy họng cho nó nói đi. Anh Thế, nếu như anh sợ người ta chê anh hèn hay yếu đuối này kia thì anh cứ trốn trong bụi rậm hay là lặn xuống sông mà khóc cho đã hen. Ê Út, bọn mày hay làm vậy lắm hả? Nè, mấy người không lo làm, nói bậy nói bạ, một lát bị chửi bây giờ. Trời ơi, nói chuyện rồi nè. Nè, cái thái độ mày nói chuyện đó nghe, nhưng cái mặt mày á, bệnh bệnh vậy á, tao lo hơn rồi đó nha. Mày không sao thiệt hả Thế? Ý ông nói chuyện dậu lên làm bà Năm chứ gì? Trời ơi, tao á đã né tránh cái tên đó rồi, mà mày còn nhắc cái tên đó làm chi nữa vậy? Tao nói thiệt mày nha, nếu mà khổ đau hành hạ mày á thì mày cứ nói hết đi rồi tao mới xử được chứ. Mày cứ im lặng, mặt mày cười cười, mặt mày tỉnh bơ, tao sợ lắm đó. Còn cười nữa. Vậy mà còn cười được hả? Có lộn không? Út, mày thấy gì không Út? Trời, nó còn cười kìa. Chết rồi ông Xỉu ơi, có khi nào anh thấy buồn quá quá điên không? Rồi á hả? Lỡ có khi nào ảnh làm bậy, ảnh cắn tôi với ông cho hả giận không hả ông Xỉu? Nên hả? Nè, không lo làm việc, lo nói ha. Tao cắn mày trước. Nói không? Cắn nè, cắn. Làm từ từ. Có sao không ông Xỉu? Anh khóc vậy có sao không ông Xỉu? Ai biết. Mà nó khóc kiểu này thấy tức tuổi lắm. Tao nghĩ là có chuyện đó. Chuyện gì? Ông đừng làm tôi sợ nha.
Ai biết chuyện gì? Nhưng mà mày nghĩ đi, ngồi khóc tức tưởng vậy á, vậy là có chuyện đó. Nào giờ ảnh đâu có khóc dữ vậy đâu. Sao hôm nay ảnh khóc nhiều dữ vậy ta? Hay là bây giờ ông vô, ông dỗ cho ảnh ngủ luôn đi. Trời, mày không hả? Mày điên hả? Nó lớn rồi phải con nít đâu mà mày dỗ. Cứ để cho nó khóc cho đã đi. Mà mày ơi, trong lúc này tao nghĩ nó cần phải khóc, mà phải khóc lớn lên. Nó khóc, khóc lớn lên, khóc cho tới khi nào mà khóc không nổi thì ngưng à, hiểu không? Nhưng mà nhìn ảnh như vậy, tôi lo là ảnh nghĩ bậy rồi ảnh làm ẩu. Thôi, hay là bây giờ mình đợi ảnh ngủ rồi mình ngủ nhau xỉu. Không lẽ đứng đây hoài? Ý mày nói tao với mày đứng canh đó hả? Ừ đúng rồi, mình phải canh chừng ảnh chứ. Nếu không á, ảnh làm chuyện bậy bạ gì sao? Biết đâu ảnh làm chuyện dại dột gì đó thì sao? Vậy nhưng mà tao với mày phải đứng đây canh hoài, nó không chịu ngủ là phải đứng canh tới sáng hả? Ừ đúng rồi, phải canh tới sáng chứ sao. Thôi mày canh đi. Tới lúc mà tao buồn ngủ mà tao không ngủ á là tao không có làm việc được đâu. Vậy hả? Trời ơi, làm cái gì vậy Lũ? Tao nói là tao mỏi cái tay chứ có mỏi cái vai đâu, mà mày bóp cái vai hoài hả? Phải chỗ này không bà? Mày không bẻ lỗi cái tay tao luôn đi. Thôi khỏi đi, nuôi mấy chục năm có bày nhiêu đó mà làm cũng không nên thân nữa. Trời ơi là trời, sao mà nóng được vậy không biết nữa. Ủa bà, sao lần nào ông cưới vợ mới bà cũng chửi con hết vậy? Mày dám ăn nói với tao vậy hả? Cái thứ phản chủ. Thôi tao không cần mày hầu hạ nữa, ngày mai mày cuốn gói ra khỏi đây đi. Nhìn cái mặt là thấy ghét. Thân trầm từng tiếng ca âm thầm, rải đầy mây đó vui buồn thế gian. Trần nhân bao số thân nhan hồng, em mắm lùa đào cưng hầu đón đưa. Còn em như cánh qua thưa, gió lai qua tàn bay khắp trời bao la. Bao mùa xuân đến đông tàn, là bao nhiêu nỗi ê chề em mang. Giọt sầu rơi trong bóng đêm u mờ, em thả đời mình nhẹ hồn như tơ. Em nào mơ quyền quý cao sang, chỉ mong sao tình duyên kỳ ngộ tình lang. Ủa, làm gì mấy người nhìn tôi dữ vậy? Không lo làm việc đi, mắc gì nhìn tôi? Gió đổi chiều đó, nên tụi tao đang lo cho mày. Ở đó mà làm thanh. Hả? Ông nhắc tôi mới nhớ á, ngày xưa ai làm chi với chị dậu á, thì bây giờ chắc là sắp được trả lại rồi. Thiệt á, gieo nhân nào mà không lành thì gặt cái quả cũng dữ đó nghe. Mày á, mày có chừng cái miệng của mày á. Bày đặt nói ai? Bây giờ người ta là bà Năm ha, mà mày dám kêu tên tộc của người ta đó nghe. Bà xuống nè, bà xử cái này một, bà xử mày mười đó con à. Cái gì mà bà Năm? Nghe mà
chướng cửa lỗ tài. Nó muôn đời là con ở trong nhà này thôi, có khác gì đâu. Ai muốn kêu thì sao, bà năm gì bà năm nọ thì kêu đi. Còn tôi á thì nó chỉ là một con dậu ở đợ thôi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, tao nói thiệt mày luôn á nghe lậu, mày cẩn thận cái miệng mày nghe lậu. Tao nghe nói ra bà năm bà nói là bà sẽ trả gấp 10 lần 20 lần đứa nào mà mắc nợ của bà đó. Ủa thiệt không xỉu? Trời ơi, có lần á tôi nhường cho chị dậu á 5 miếng thịt. Vậy là sắp tới á tôi được ăn 50 miếng thịt. Ăn tràn bán họng luôn. 5 miếng thịt rồi mai mốt nó tặng mày 5 con heo. Mày nói trớt quớt hả? Ý tao nói á là khi xưa á ai cho người ta ăn mấy cái bạc tai thì bây giờ á thì sẽ nhận gấp 10 như vậy đó. Chắc lúc đó chịch chặt. Trời ơi, ghê quá à. Chắc lúc đó không có răng ăn cháo luôn á ông. Nghe mà phát rùng mình luôn á. Im hết đi. Mấy người á mắc gì hù tôi hả? Tôi là ai mà tôi phải sợ nó? Nó mà dám lấy thân phận của bà Năm để trả thù tôi thì tôi mét bà cả, bà hai liền ở đó mà lên mặt. Dạ, dạ con chào bà Năm. Đó, ai sợ? Trời, cái mặt xanh như như cái cọng rau luôn nè. Trời, không sợ mà nghe bà Năm cái quýu hết trơn. Ê, thấy, thấy. Mà thiệt ra tao nhìn mày thấy đáng thương hơn con lụ nữa đó. Mắc gì tự nhiên nói qua tôi? Ông lo làm việc của ông đi. Có nói tôi cũng không nghe đâu. Thì thôi, tao thương tao lo ông cho thôi. Nè, tôi nói cho mấy người biết nha, tôi không phải như mấy người. Mới thấy nó lên làm bà là định hót bợ đỡ nó đâu. Nó là ai mà tôi phải nể, phải sợ nó chứ. Mới nói gì á? Nhắc lại tôi nghe coi. Tao đâu có nói gì đâu. Tại mấy người này hết nè. Họ nói mày á là sẽ quay lại để trả thù đó. Cho nên là tao không phục. Mà mày tưởng mày lên làm bà rồi muốn đánh ai đánh hả? Mày vẫn là con dậu. Tao vẫn thích gọi mày là con dậu đó. Mày làm gì tao? Nè, ngon mày quánh tao đi. Nè, cả nhà này ai cũng biết tao bây giờ đã là bà Năm rồi. Mày còn dám ăn nó vô lễ, không biết trên biết dưới thì có tội của mày đó. Đáng bị ăn tán lắm, mày biết không? Buông nó coi. Thôi thử mà. Nó dám tán không? Mày giữ nó lại coi. Giữ nó lại cho tao. Giữ. Buông nó coi. Mày, bà hai cứu con. Chuyện gì vậy? Bà hai, dừng tay lại. Dừng tay lại đi, tại sao lại đánh nó? Chị hai, em làm như vậy là có lý do của em. Một con ở mà dám kêu chị là con này con nọ thì có đáng ăn tát không hả chị hai? Bây giờ ai cũng biết em là bà Năm của nhà này, tại sao con lụ dám xưng mày tao với em? Nếu em không phạt nó, sau này còn ai nể em nữa chứ? Tao sẽ cho mày ăn đòn để mày bỏ cái thói hỗn hào. Chừa nghe mày. Nói cô đừng tay lại chừa mày. Chừa nghe mày. Thôi dừng tay đi. Nó có lỗi gì thì vẫn là người của tôi. Cô không có quyền dạy nó như vậy. Cô định đánh nó chết hay sao vậy? Dừng tay lại đi. Trời ơi, đánh hồi chết bây giờ đó. Lũ, gọi một tiếng bà Năm đi, không là bị đánh chết bây giờ đó. Bà Năm. Mày mới kêu cái gì? Kêu lớn và rõ lên cho tao nghe coi. Dạ, dạ. Kêu. Bà Năm. Vừa lòng em chưa hả em Năm? Phải như vậy chứ chị hai. Đối với những đứa hỗn hào
Phải dạy nó như vậy mới được. Dạy cho nó bỏ cái thói hỗn xược chống đối em. Em làm vậy là còn nể tình chị đó. Chứ em mà đem chuyện này học lại với ông thì nó còn bị phạt nặng hơn nữa kìa. Nó sẽ bị ăn tát cho đến khi nó nói năng lễ độ. Ôi da. Bà Đâm, có sao không bà Đâm? Đau quá. Chắc là nó làm tao giận. Cái bụng tao đau quá. À, chắc là nãy giờ nó chọc giận tao nên bây giờ động tới cái thai nè. Ây da. Vậy á. Thế không, đưa bà Năm lên nhà trên, mau lên. Dạ. Đi đi. Dạ. Lẹ lên, đưa tao vô phòng lẹ lên. Bà Năm lên phòng nghỉ ngơi đi bà Năm. Ây da, đau quá. Chắc tao chết quá. Mày có sao không? Mà mày cũng gan lắm. Nó đã lên làm bà Năm rồi, mày gây làm gì? Đã vậy còn dám cãi tay đôi với nó nữa. Thiệt á, mày càng ngày càng lì. Rồi có đau lắm không? Còn mày chưa? Khóc cái gì mà khóc? Do mày chứ ai. Đã nó ghét mày sẵn mà còn trường cái mặt ra thách thức nó làm gì để bị đòn. Đã vậy ngu thì chịu mình mày đi, còn dây vô tao làm gì để tao mất mặt theo mày vậy? Con gì chưa chừa nữa hả? Còn ngồi đó con này con nọ, mày liều cái hồn của mày á, giữ mồm giữ miệng kẻo ăn đòn nữa. Bây giờ cái gì mà réo ôm sòm vậy bay? Vô đây coi. Dạ, Tiêu đời chị Lụ rồi bà ơi. Chuyện gì? Con nghe ông nói á, là tại vì chị Lụ hỗn láo xúc phạm bà Năm nên bà mới bị động thai đó. Ông nói sẽ phạt chị Lụ nhịn đói 3 ngày, nhưng nếu mà bà Năm không khỏe lại có thể sẽ phạt nặng hơn đó. Trời ơi, nếu mà bà Năm có bề gì chắc là ông giết chị Lụ luôn quá. Thôi con đi đây, ai mà nghe con mét với bà chuyện này chắc ông chủ bỏ đói con quá. Ừ, đi làm công chuyện của mày đi. Được rồi, lo mà làm công chuyện đi. Dạ. Dạ. Ỷ có cái thai làm bộ làm tịch, đánh người ta sức bức sang bang, chưa có cái gì hết, toàn giả bộ bị hại không à. Nhìn nó nhên gáo như vậy cũng tức giùm bà luôn á. Bây giờ nó nói cái gì á ông cũng nghe. Tao không để cho chuyện này kéo dài vậy đâu. Vậy mà tính làm gì? Có cần ông phụ một tay không? Để từ từ, tao sẽ tìm cách không để cho nó dên giáo cái mặt nó lên được nữa. Ý của bà là? Là tìm cách loại cái thai đó ra. Chứ còn cái thai ngày nào là còn làm vương làm tướng ngày đó. Nhưng mà chuyện này nguy hiểm lắm, ông mà biết được là chết đó bà. Tao ngu sao tao để ông biết? Chứ không lẽ mày không muốn trả thù nó sao Lựu? Tao sẽ cho mày tự tay hại nó để cho đã cái nư giận của mày. Mày chịu không? Con chịu. Chị cả à, em biết là chị không vui khi nghe chuyện ở dưới bếp, nhưng đó là chuyện thường tình mà. Nếu chị cũng bị con Hầu cả gan xúc phạm như em thì chắc chị cũng khó mà bỏ qua được. Trước mặt bao nhiêu gia nhân mà nó dám ăn nói sất sược, em mà không trừng trị thì còn gì là thể diện của bà Năm nhà này hả chị? Em giận là đúng, chị không trách em chuyện đó. Nhưng nếu em biết kiềm chế hơn và để cho bà Hai dạy nó thì vẫn hay hơn là em làm sùm lên. Làm như vậy vừa không tốt cho thai nhi mà còn bị người ta nói là em trả thù xưa. Dạ, tại lúc đó em giận quá nên mất khôn. Lần sau nếu có chuyện tương tự như vậy em sẽ để cho chị hoặc là chị Hai xử lý. Chắc là em đang có thai nè nên mình mẩy cũng khó chịu, bứt rứt trong người á. Em hứa với chị sẽ không có lần sau nữa đâu.
Em nhớ nha, có gì thì từ từ xử lý, đừng có nóng nảy quá không tốt đâu. Với lại trong nhà trong cửa mọi người hòa thuận với nhau cũng là cách giúp ông đó. Dạ em biết rồi. Mai, má. Má. Gì đó con? Má đang nói chuyện với má Năm con đây. Con có chuyện gì không? Con có chuyện muốn nói riêng với má. Con không muốn thấy người lạ trong phòng. Coi kìa, má Năm của con chứ có ai đâu mà lạ. Dạ thôi, được rồi chị cả, em về phòng nghỉ ngơi đây. Má, sau này má đừng có nói cái từ đó nữa, con nghe mà mắc ngượng. Con không thể nào mở miệng xưng hô với người ta như vậy. Con nói cái gì vậy Phú Túc? Cổ là má Năm thì gọi là má Năm, chứ mắc gì mà ngượng. Ai chấp nhận chứ con thì không đâu. Má đừng có ép con. Đúng rồi, mày ngồi xuống đi. Cái đó là dành riêng cho mày đó. Mày ngồi đi, nó êm lắm. Trời ơi, sao em lại ngồi lên cái này? Dạ em đang mang thai, em ngồi lên cái này không có tốt đâu. Ủa, sao vậy chị ba? Tại em đi dạo nãy giờ, em thấy trong người hơi mệt. Em thấy sẵn chỗ ngồi, em tính ngồi nghỉ ngơi. Em không nghe ông bà mình dạy, nếu có thai là không được ngồi đông đưa như vậy. Dạ, em đâu có biết đâu chị. Nhưng mà không biết ai mắc sẵn cái này ở đây nữa. Vậy hả? Ban nãy chị cũng không thấy nó, cứ tưởng là em thích ngồi đông đưa nên em cho người mắc lên chứ. Dạ, đâu có đâu, đâu phải em. Thôi được rồi, mẹ em nhớ đó. Sau này có thèm cách mấy cũng không được ngồi đông đưa như vậy nữa. Rủ nó đứt dây thì mệt lắm. Dạ. Nãy em qua phòng kiếm chị có chuyện gì hả? Dạ, em tính rủ chị ra ngoài hóng mát chung với em, chứ đâu có chuyện chi hệ trọng đâu. Thôi em vô phòng nghỉ ngơi đi. Dạ em đi nghe chị. Chị Hai, chị ra đây đi. Chị đứng trong lồng chi vậy? Em hỏi thiệt, có phải là chị mắc cái này ở đây không? Không có, chị mới ra đây tức thì mà, chị có biết gì đâu. Nhưng chắc là chị thấy em Năm sắp ngồi lên đúng không? Thấy thì sao? Chị Hai à, chị cũng biết người có thai mà ngồi đông đưa như vậy là cũng không có nên. Sao chị không ngăn cản cổ? May mẹ em ra ngăn kịp thời nên không sao. Chứ đuổi mà cổ có bề gì, ông trách chị em mình chết. Em nói cứ như chị cố tình không ngăn cản vậy. Chị chưa kịp nói thì em đã ra nói trước rồi. Vậy hả chị Hai? Em chỉ mong chị nói thiệt lòng, chứ không là tội chết đó. Nè em ba, sao lúc nào em cũng kiếm chuyện nghi ngờ chị hết vậy? Bây giờ chị
chị phải sống làm sao cho em vừa lòng đấy. Em có nghi ngờ gì đâu, tại em thấy chị cứ thập thở trong bụi mà không lên tiếng, nên em thắc mắc vậy thôi. Người ngay thẳng thì thường ra chỗ sáng mà mần công chuyện, chứ đâu có ai mà hành hiệp nghĩa mà núp trong bóng tối như vậy bao giờ. Thôi nha, em đừng có tưởng được ông cưng chiều trở lại rồi nói bóng nói gió người ta việc này nghe. Chị á, nào giờ sống ngay thẳng, có gì nói đó à, chưa có làm chuyện gì mà trái với lương tâm của mình hết. Em sống với chị bao năm nay rồi mà em cũng không tin chị hay sao hả em ba? Được rồi, nếu không tin á thì để chị ngồi cho em coi. Mày tưởng mày nói vài câu như vậy là tao sợ mày sao? Mày giỏi, mày đưa ra bằng chứng đi. Đứng nó xa nó gần rồi kết tội người ta. Đồ phá đám. Tổ cha đứa nào mắc cái này vậy bay? Đau quá trời à, khốn kiếp thiệt. Tại mày mà tao muốn bể cái mông rồi nè. Bây giờ hết ngồi ghế được luôn. Sao bà la con? Do bà biểu con làm mà. Ai mượn bà ngồi lên chi? Mày còn trả treo nữa hả? Ôi da. Thiệt là tức chết mà. Mọi chuyện đã sắp xếp đâu vào đó rồi, tự nhiên cái con đó nó ra nó phá đám. Đã vậy rồi còn giảng thuyết cho tao nghe nữa. Nhưng mà không hiểu sao nó ra đúng lúc vậy chứ. Có khi nào hai con đó nó đoán trước được sự tình, xong rồi nó diễn tuồng trước mặt mình không? Con cũng nghĩ như vậy. Chứ không sao mà bà ba ra cản con dậu đúng lúc như vậy. Tức thiệt chứ. Nhưng tao nhất quyết không thua tụi nó đâu. Thua keo này tao bày keo khác, cho đến khi nào tụi nó gian xin tao thì thôi. Rồi bà tính làm gì? Tạm thời tao chưa nghĩ ra. Mà mày có ý gì hay không? Còn có ý này, bà nghe thử xem sao. Ông cứ làm theo ý của tôi đi, dặn thợ thầy làm cho kỹ lưỡng, biết chưa? Dạ, tôi biết rồi thưa ông chủ. Thôi đi đi. Dạ. Dạ, chào cậu hai. Cha. Dạ, con có chuyện này muốn thưa với cha. Nói đi. Con biết hiện nay cha sắp mở thêm các cửa tiệm kinh doanh hàng hóa của Trịnh gia trên kinh thành. Cha cho con quản cái tiệm đó được không cha? Cha có nghe lầm không đây? Con muốn lên kinh để quản công việc giùm cho cha sao? Mấy năm nay chẳng phải con né tránh công việc này mà. Dạ. Thì tại lúc trước con trẻ người non dạ, với lại tại thời điểm này hàng hóa của mình cũng được ưa chuộng và bán cũng chạy nhiều hơn trước. Con muốn phụ cha quản việc làm ăn để cơ nghiệp của Trịnh gia mình ngày càng rực rỡ hơn nữa. Vậy thì tốt lắm. Khi nào thì con muốn đi? Dạ, nếu được con muốn đi liền. Vậy thì quá tốt rồi. Được được, tốt lắm tốt lắm. Em Năm à, chị vào được không em? Dạ chị vào đi chị. Em thấy trong người không khỏe hay sao mà sao em cứ ở trong phòng miết như vậy, không thấy em xuống ăn cơm? Chị nghe cô Xuyến nói thấy em ói nhiều cho nên chị cũng hơi lo, nên chạy qua thăm em nè. Dạ, em thấy mắt ói và chóng mặt quá chị à. Ừ, có thai là mệt lắm. Hồi chị có thai thằng Phú Túc cũng vậy. À, mà em đã uống thuốc dưỡng thai mà chị đã sai người hầu hốt về cho em chưa?
Dạ, em uống rồi. Em cảm ơn chị cả. Mấy bữa nay phiền chị cứ lo lắng cho em hoài, làm em thấy thiệt là ngại. Có gì đâu mà ngại. Em có thai thì đứa bé cũng coi như là con của chị mà. Thôi, em nghỉ ngơi đi. Để chị kêu mấy đứa nó đem cơm lên cho em nha. Dạ, em cảm ơn chị. Con chào bà cả. Dạ có cơm rồi nè bà Năm. Con mời bà Năm ra ăn cơm. Em ra ăn đi cho nóng. Có mệt thì cũng phải ráng ăn một chút. Để bụng đói như vậy á, không tốt cho thai nhi đâu. Dạ. Thôi qua ăn đi em. Ủa? Sao canh này giống như là canh bồ ngót vậy hả Lựu? Dạ, đúng rồi. Đây là canh bồ ngót để nấu cho bà Nam ăn giải nhiệt đó bà. Ủa? Nhưng mà lúc nãy bà đâu có thấy món này. Dạ, tại món này là nấu riêng cho bà Nam ăn. Ai biểu nấu vậy? Chị đừng có la nó tội nghiệp. Tại vì em thấy trong người nóng quá, cho nên chị hai mới kêu người mua ra bồ ngót về nấu cho em ăn. Vậy là em ăn mấy lần rồi hả? Dạ, em ăn được 2 lần rồi. Trời ơi, thiệt tình em Năm à. Em đang có thai mà tại sao lại ăn rau này? Ủa, sao vậy chị? Trước đây nóng trong người, em cũng hay ăn nó mà. Đâu có sao đâu chị. Trời ơi, em à, trước kia khác còn bây giờ khác. Em đang có thai thì phải để ý chứ. Rau này tuy là mát nhưng mà dễ gây sảy thai đó. Bộ em không biết gì hay sao? Thiệt tình. Lựu. Dạ. Coi bưng canh xuống đi. Dạ. Còn em nữa, sau này có ăn uống gì cũng phải hỏi qua ý chị nghe không? Dạ, em biết rồi. Em hai, tại sao em lại cho em Năm ăn loại canh bồ ngót đó? Em không biết là đàn bà có thai họ kiêng kỵ món đó hay sao? May phước là chị phát hiện kịp thời. Chứ không á, nếu mà cô ăn lỡ xảy ra chuyện lớn, rồi em ăn nói sao với ông đây? Ủa, tự nhiên lại nổi nóng với em vậy? Tại em Năm than nóng trong người, cho nên em cho cổ ăn canh bồ ngót để mát mẻ dễ chịu thôi mà. Em nói thiệt hay nói giỡn chơi vậy? Đừng nói với chị, em không có biết ăn cái loại rau đó nhiều là bị sảy thai hay sao? Trời ơi, ghê vậy, thiệt hay gì cả. Trời, mà cũng đúng. Tại hồi nào giờ em có thai đâu, nên em đâu có biết gì cả. Nào giờ mỗi lần em bị nhiệt miệng là lại hay bức rứt trong người. Em ăn món đó là em thấy đỡ lắm, cho nên em mới bày vẽ lại cho em Năm. Thôi, vậy từ giờ trở đi em không dám tài lanh nữa đâu. Mất công, có chuyện gì rồi người ta không nói tiếng cảm ơn, rồi còn đổ lỗi cho em nữa. Vậy tội em lắm. Nếu mà em không biết thì thôi, chị sẽ bỏ qua và không nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng mà từ rày về sau á, em làm gì cũng phải để ý để tứ một chút nghe. Chứ để xảy ra chuyện lớn là chị không nói đỡ cho em được đâu. Dạ, em nhớ rồi. Vô đây. Vậy hả con kia? Mày hết chuyện hay sao? Mày đợi lúc có bà cả, mày bưng món đó lên như vậy? Dạ, con đâu có biết là có bà cả trong phòng bà Năm đâu bà. Mày còn chối nữa hả? Đồ ăn hại, ngu gì mà ngu dễ sợ vậy? Nhờ có chút chuyện vậy thôi mà cũng không làm được. Bà ơi bà, tha cho con. Bà ăn hại. Ha ha ha.
Lựu, sao để bị đánh thê thảm như vậy? Dạ bà Tư, tại con làm không trúng ý bà ơi, nên bị bà trách phạt. Tội nghiệp ghê không? Để bữa nào bà nói với bà hai á, có đánh thì đánh nhẹ nhẹ tay, chứ hễ giận lên á mà đánh như vậy thì ai mà chịu nổi. Dạ con cảm ơn bà Tư, do con làm hư chuyện của bà hai nên mới bị như vậy. Chắc tại con ngu quá nên đụng đầu mới hỏng đó. Con nói làm sao chứ, bà thấy con lanh lợi nhanh trí, chẳng qua là chưa có giao đúng việc, chưa làm đúng lúc thôi. Con không hiểu ý bà. Nói thẳng ra là chị hai quá nóng nảy, hấp tấp, cho nên làm chi cũng để bị phát hiện. Rồi cuối cùng á, chuyện đổ bể ra thì người chịu trận lại là con chứ ai. Dạ đúng rồi đó bà Tư. Phải chi bà hai cũng suy nghĩ được như bà Tư, con đỡ bị thiệt thôi. Nhưng thiệt ra con không có giận bà hai, con chỉ giận là con chưa trả được thù con dậu thôi. Vậy con có muốn xả hết cơn tức giận của mình không? Dạ có chứ bà Tư, con hận nó tận xương tủy. Bây giờ mà ai biểu con làm gì con cũng sẽ làm, miễn là giúp con trả thù con đó. Muốn trả hận thì dễ thôi, bà chỉ sợ con không có gan. Ai nói là con không có gan? Bà nói đi, giờ bà muốn con làm gì con cũng làm hết á, miễn sao con dậu nó bị vạch mặt rồi bị tống nó khỏi nhà này trong nhục nhã ê chề là được rồi. Được, nhưng mà từ đây về sau á, con phải nghe lời bà tuyệt đối. Như vậy thì bà sẽ giúp cho con diệt trừ con dậu. Bà biết không, nuôi lớn nó tới chừng này, bữa nay tôi mới thấy vui ở trong bụng vậy đó. Dù muộn nhưng dù sao tôi cũng mừng, vì thằng con mình từ nay nó đã biết tu tâm dưỡng tánh, chí thú làm ăn. Nghe ông nói tôi cũng mừng hết sức vậy đó. Chắc Phú Túc nó sắp làm cha rồi, nên suy nghĩ chín chắn hơn và biết có trách nhiệm hơn. Rồi, vì cái gì cũng được, miễn là nó chịu thay đổi tâm tánh là tôi mừng lắm rồi. Chứ hai mươi mấy tuổi đầu mà tối ngày cứ ăn xong là đi cà nhông thiệt thật, nhìn nó mà mắc mệt đó. Vậy là từ nay ông thôi càm ràm nó được rồi đó. Ông chuẩn bị rửa tay gác kiếm, về vui thú điềm viên đi là vừa. Ông cũng cực khổ về cái nhà này quá lâu rồi, cũng tới lúc để thằng Phú Túc nó gánh vác thay ông đi. Tôi chỉ mong tới ngày đó thôi à. Mà nó nói chừng nào đi vậy ông? Nó đó, nó nói là muốn đi ngay. Cái thằng này thiệt tình nha, tự nhiên đòi lên kinh là đòi đi liền thôi, chưa kịp cho người chuẩn bị gì hết trơn á. Tiếng trong sang cánh ta em còn lang thang dưới trăng, hữu duyên em chờ vô duyên hững hờ, đời không yêu đó qua xuân, người thương trong mộng bây giờ bị tâm xa xăm, đâu người trăm năm, đâu kẻ tôn thờ, để ai
chờ đợi nơi lầu qua mang tiếng ca. Đêm đêm ca tùng trăng vàng, ngày sáng em mơ màng giấc điệp, tình lang như bóng qua thềm. Nào hay đâu em vô vàng khổ lụy, như quanh vàng ngân tiếng kêu than bán nụ cười. Ủa? Sao chưa ngủ nữa? Em thiêu thiêu sắp ngủ rồi thì bị giật mình đó. Sao vậy? Thì ông nghe thử đi. Đó, ồn ào cả đêm như vậy ai mà ngủ được chứ. Ngày sáng em mơ màng giấc đi. Có đứa nào ngoài đó không? Dạ. Qua phòng bà Tư, nó bà Tư hát nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Nào hay đâu em vô vàng. Là ngủ đi. Dạ. Như quanh vàng ngân tiếng kêu than bán nụ cười bán cả. Bà ơi, bà. Bà ơi, bà đừng có hát nữa bà ơi. Có chuyện gì vậy? Dạ. Vô đây. Dạ. Dạ con vô liền. Dạ đây. Có chuyện gì vậy hả ông Xỉu? Có phải là ông cũng thích nghe tôi hát đúng không? Dạ. Tại ông không biết đó chứ. Ngày xưa nhiều Dương Tôn công tử mê mệt giọng hát của tôi lắm, mà quên ăn quên ngủ luôn đó. Dạ. Dạ thưa bà Tư, ông có sai tôi qua nói bà Tư có hát thì bà Tư hát nhỏ nhỏ thôi. Bà Năm có thai khó ngủ cho nên không có chịu được ồn ào. Dạ. Bà Năm còn nói nếu được thì bà Tư im luôn, đừng có hát thì càng tốt. Cái gì? Dạ cái này không phải tôi nói, cái này ông với bà Năm nói chứ tôi không dám nói. Đi ra ngoài. Dạ thưa bà, tôi đi. Mấy bà biết không, dạo này con Dậu á, nó lên mặt dữ lắm. Nó sai nguyên một đám người làm tụi con, làm bù đầu bù cổ luôn. Rồi á, lúc nào nó cũng khoe là mình được ông cưng chiều nhất nhà. Nó làm như vậy hả, chẳng khác nào bỉ mặt các bà. Coi các bà không ra cái gì, con thấy mà cũng tức á. Có gì đâu mà tức, nó đang mang giọt máu của ông trong bụng thì ông trọng dụng nó là đúng rồi. Nó còn nói với mày cái gì nữa không? Dạ, nó còn nói xấu bà nữa. Nhưng mà con không dám nói lại đâu. Nó nói cái gì? Mau nói cho tao nghe đi. Dạ, nó nói là tại mấy bà ăn ở sao đó, trời bác không cho có con. Cái gì mà cây độc không trái, gái độc không con. Dạ, nó còn nói á, là chỉ có nó mới sanh được quý tử để nối dõi tông đường cho Trịnh gia thôi. Nên mọi người á phải liệu mà cư xử cho phải phép, không á là nó không nể mặt ai hết á. Dạ, là con nghe vậy đó. Đúng là đang giận tốt thì nói cái gì cũng được. Nó lộng tới cỡ đó mà em vẫn thản nhiên như vậy sao? Ừ, phải rồi. Nó còn dám cho người qua tận phòng để mà bí mật em, mà em còn để yên như vậy được đó. Trời ơi, xá chi mấy chuyện này. Chị nói vậy là có ý gì hả chị hai? Chứ không phải sao. Rõ ràng hôm trước nó sai ông Xỉu qua bắt em im đó. Chị nói có sai đâu. À đúng rồi, nó đâu có thích em hát đâu. Nó đã từng chê em là sướng ca vô loại mà, chỉ biết đàn ca ưỡn ẹo rồi quyến rũ ông thôi, chứ chẳng có cái gì hay hết trơn. Thôi, chị đừng có nói nữa. Khốn kiếp mà. Em đã cố làm ngơ cho nó hết lần này đến lần khác,
Vậy mà nó còn xúc phạm em. Ừ, tao là xứng ca vô loại thì sao? Cứ quần đốn mặt như mày, mày tưởng mày có con với ông thì làm trời làm đất cũng được sao? Để rồi coi, nếu mày không còn đứa con trong bụng, để coi mày dám lên mặt thị uy với ai nữa được không? Bây giờ mày may mắn, nhưng không phải lúc nào cũng được đâu. Thiệt, nhiều khi chị cũng hận ông trời lắm. Nghĩ sao lại cho cái quân vô loài như vậy hưởng được chứ. Chị cũng đã nhiều lần bày kế rồi, hại nó nhưng mà không có thành. Lần nào cũng có một người xuất hiện để giải nguy cho nó, nhưng mà chị không có chịu thua đâu. Chị phải cho nó biết thế nào là lễ độ. Chị định làm gì? Từ từ rồi em sẽ biết. Tới chưa? Tới chưa? Nè, tới rồi, tới rồi. Dạ. Vô nè. Hình như là nó phát hiện rồi. Đổi kế thôi. Em Năm Trời, em Năm, em có sao không? Trời, cảm ơn chị nhiều nha. Không có chị là em té rồi đó. Chết rồi. Trời, chị làm em trầy cổ rồi. Chị xin lỗi em nha, chị không có cố ý. Hồi nãy chị đỡ em đó, cho nên là vô tình cái móng tay nó cào trúng thôi. Dạ không sao đâu. Thôi, để chị đưa em về phòng nghỉ ngơi nha. Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm. Đi em. Em nói đi, tự nhiên sao lại phá đám vậy? Em làm như vậy là có ý gì? Chị đã mất công mất sức đưa con nhỏ đó vô rọ rồi, tại sao em lại đỡ nó chứ? Nếu không có em thì nó đã té hư thai đúng theo ý của mình rồi. Hay là em có ý gì khác hả em Tư? Chị Hai, chị bớt nóng đi. Chị nghe em nói nè, em làm như vậy là đỡ tội cho chị đó. Còn đó, nó đã biết rõ chuyện chị với con Lựu làm rồi. Nó chỉ làm bộ té để ông truy ra thủ phạm, rồi lúc đó nó có cớ trách tội chị thôi. Mà sao em biết? Lúc đó em ở gần nó mà. Em thấy rõ ràng nó đã liếc thấy có dầu, vậy mà nó vẫn bước tới. Mà chị với con Lựu cũng ẩu quá, cỡ mà gian manh xảo trá như con dậu thì sao mà mắc cái bẫy dụng về như vậy? Thì cho dù nó thấy chăng nữa, mà rõ ràng nó cũng sắp té rồi. Em đỡ nó làm cái gì? Nếu nó không hư thai thì cũng trật tay trật chân, chị cũng vui nữa. Chị, bây giờ chị bớt giận đi, để em hiến kế khác, coi như là tạ tội với chị. Kế gì nữa? Bây giờ nó đã đề phòng càng khó hơn. Chị yên tâm, em đã tính hết rồi. Lúc nãy, trong lúc đỡ nó, em đã cố tình cào trúng cổ nó để có một vết xước. Bây giờ, chị biểu con Lựu ra quầy thuốc kế bên chợ mua loại dầu xước hết thẹo, cái chị đem tặng cho nó đi. Xước cái dầu đó một thời gian sẽ có chuyện liền. Nhưng mà chị làm vậy chẳng khác nào chị nhận chị hại nó. Chị đừng có lo, đây chỉ là chai dầu bình thường thôi à, không có độc chi hết.
dùng chữa liền da hết sẹo rất là hay. Nhưng mà em biết có thêm một loại dầu khác trộn vào, đàn bà mà có thai sức vô dễ bị trục thai lắm. Trời ơi, thật vậy sao? Dạ. Mình à, ở trên kinh hình như là trời lạnh hơn ở dưới này. Em bỏ thêm nhiều áo ấm cho mình rồi đó. Mình nhớ mặc kẻo bệnh nha mình. À còn nữa, em mới cho người may thêm vài bộ đồ mới cho mình. Em cũng xếp hết vô đây nha mình. À hay là mình để lại một hai bộ nha mình. Mình thấy sao được thì cứ làm. Tôi còn phải coi cho xong cái mớ sổ sách này nữa. Hỏi nhiều nhức đầu quá. Dạ, tại vì em sợ á, mình mang theo nhiều thì nặng, mà không mang á thì em cứ sợ thiếu. Có ba cái chuyện này mà cứ hỏi miết từ hôm qua tới bây giờ. Cô là vợ thì cô phải hiểu tánh ý của chồng mình để lo cho chu đáo chứ. Má. Ok, con ra sân thắp nhang giùm cho má nghe. Dạ. Phú Túc à, vợ chồng con sắp xa nhau một thời gian mà con nói năng với vợ con cọc lóc phũ phàng như vậy sao? Con không thương nó thì cũng phải thương con của con chứ. Nó mà buồn tuổi thì sẽ ảnh hưởng tới thai nhi đó con. Má cứ gặp con là lại ca thắng. Bộ má không thấy con đang coi sổ sách đặng ngày mai lên kinh nắm được công việc trên đó hay sao? Con đừng có viện cớ. Ngày thường á, con cũng đối xử với nó y như vậy, chứ có riêng về hôm nay đâu. Mà má nói rồi đó, mình đã trưởng thành, sắp làm cha rồi, cho nên lên đó đó phải tu tỉnh mà làm ăn, không có được làm chuyện chi sai quấy nghe chưa? Con có làm gì sai quấy đâu mà má cứ nói như vậy. Vậy chứ ai, ai đã qua lại với con Lựu rồi để cho vợ mình bắt gặp. Con á, là con có phước dữ lắm, cho nên mới gặp được con vợ hiền lành nhẫn nhịn như vậy. Chứ mà gặp đứa khác là nó làm ầm lên rồi đó. Chuyện đó đã qua lâu rồi mà má còn nhắc lại làm gì nữa. Bây giờ con đã khác trước rồi, con không để xảy ra chuyện nữa đâu. Má đừng có lo. Ừ, con hứa thì phải giữ lời nha không. Đàn ông á, tuy có thể có năm thê bảy thiếp, nhưng cũng đừng có sa đà vô chuyện đó quá mà hại thân mình. Con á, phải biết lấy sự nghiệp làm trọng, thì sau này con cái của con á, nó mới nể nang trọng vọng. Dạ con biết rồi. Bây giờ con muốn coi sổ sách cho xong được không má? Mày đặt ra vẻ chí thú làm ăn, làm cái con khỉ. Chắc chắn á, là nó muốn tránh mặt con dậu, xong rồi mới tìm cách đi lên kinh thôi. Cái thằng đó chứng nào tật nấy, ham chơi thì không ai bằng. Vậy mới thấy ai cũng bất mãn với quyết định của ông hết, mà đâu có ai dám lên tiếng. Để coi mai mốt về già rồi có ai ở bên cạnh ông không là biết liền hả? Con cũng thấy vậy á bà. Chứ cậu hai mà có tài cán gì mà quản mấy cái cửa tiệm trên đó, không khéo hả lên đó chỉ tụ tập gái gú rồi ăn chơi xa đọa, chuốc thêm rắc rối cho ông mà thôi. Mày nói cái gì mà nghe cay độc quá vậy Lũ? Không lẽ mày đang ghen hả? Làm gì có, con đâu có thèm. Làm mợ hai á thì có gì vinh hạnh đâu chứ. Không lẽ mày muốn làm bà sáu? Dạ không có, bà đừng có nghĩ quan cho con. Mày liệu hồn của mày đó. Đừng có thấy người ta ăn khoai rồi dắt mai đi đào. Tao thấy từ ngày ông cưới con Hầu thì trong cái nhà này đảo lộn hết tôn ti trật tự, mọi thứ cứ như đi ngược bằng đầu. Mày á, từ bỏ cái ý nghĩ đó trong đầu cho tao.
Trời ơi là trời, cái nhà này sắp lụng bãi tới nơi rồi đây nè. Em Năm ơi, em đang làm gì trong đó, chị vào được không? Dạ, chị vào đi chị. Chị tìm em có chuyện gì không chị hai? À, chị thấy trên cổ em có vết trầy, rồi sẵn đi chợ mua loại dầu này cho em dùng thôi, chứ không có ý gì. Chị nghe người ta nói loại dầu này rất hay, giúp giảm sưng rồi giúp liền sẹo vết thương nữa. Nhưng mà em phải sức đủ 3 lần mỗi ngày thì vậy mới công hiệu nghe. Nhớ sức trước khi đi ngủ, lúc thức dậy và sau khi đi tắm. Em cố gắng bôi cho đầy đủ, chừng vài ngày là lành liền ha. Chị hai tốt quá à. Vết trầy của em nhỏ như vậy mà chị cũng thấy nữa. Chị làm em cảm động muốn khóc luôn vậy. Có gì đâu em. Em đang mang trong người giọt máu của ông, cho nên ở trong nhà này ai cũng mong cho em khỏe mạnh, vui vẻ hết. Em cảm ơn chị hai nhiều lắm. Em sức liền đi, không lát lại quên. À, hay là em ngồi xuống đi, để chị hai bôi giùm cho. Ngồi xuống dạ. Đi, đưa chị. À, chị hai à, để một lát nữa, em tự làm cũng được. Giờ người em đang rịm mồ hôi, để chút tắm xong là em sức luôn. Ừ, em nhớ sức đó nha em. Chứ để lâu nó thành sẹo là xấu lắm đó. Dạ, em biết rồi chị. Ừ, chị về nghe. Dạ. Bộ kết mà bà sai tôi phơi đã phơi xong rồi. Tôi mang vô cho bà được không bà? Cứ mang vô đây đi. Nè bà ơi, bà coi bộ kết đủ khô chưa? Nếu chưa đủ tôi sẽ đem phơi tiếp. À, tôi thấy như vậy là đủ rồi đó. Cô biết tình Phú Túc lên kinh thành để cai quản các cửa tiệm đúng không? Dạ. Như vậy thì kế hoạch của chúng ta bị trục trặc rồi đúng không bà? Vì lẽ đó nên tôi mới gọi cô vào đây. Những việc tôi và cô đã bàn tính từ trước, bây giờ cần phải thay đổi một chút. Thay vì hại hắn ta rồi mới lần lượt mới hại con của hắn và cháu đích tôn của hắn, cũng như mấy bà vợ cho hắn tuyệt tôn tuyệt tử, kể từ bây giờ ta sẽ tập trung vào thằng Phú Túc trước. Dạ, tôi cũng mong sao khiến hắn sất bớt sang bang, tiệt dòng tiệt giống hết. Nên vợ bà biểu chi tôi cũng làm, không có từ nan. Nhưng mà vợ bà tính thế nào? Những gì mà chúng ta đã dạch sẵn cho ông ta trên kinh thì bây giờ nhường lại cho thằng con trai. Nó cũng đam mê tửu sắc, không khác gì ông ta đâu. Khi nào mà cá cắn câu thì tôi sẽ tìm cách dụ dỗ ông ta lên đó. Phần còn lại thì cứ như kế hoạch ban đầu mà chúng ta đã tính toán. Vậy theo ý bà, cứ để cô ta quyến rũ cầu hai thay vì ông Trịnh, theo như chúng ta đã bàn đúng không? Ừ, trước mắt là như vậy. Rồi sau đó sẽ đến phiên ông ta. Tôi sẽ làm cho hai cha con ông ta trở mặt, thậm chí đấu đá lẫn nhau chỉ vì một đứa con gái. Như vậy mọi chuyện mới càng hào hứng. Ông Trịnh, tôi
Tôi đợi ông từ hôm qua tới hôm nay, tại sao ông lại thừa lúc tôi đi vắng, lẻn vào nhà cưỡng bức con gái của tôi? Nó quốc ức nên đã quyên sinh được kìa. Nếu mà tôi không phát hiện kịp thời thì tôi đã mất đi đứa con gái rồi. Sao ông ác nhân thất đức như vậy chứ? Nè, ông nói nhảm cái gì vậy? Ông là ai hả? Ông còn làm bộ hỏi cơ hỏi cầu à? Tôi là Hai Bào, người làm công ở cửa tiệm của ông đây. Lần trước ông tới cửa tiệm, ông hỏi han rồi cho bạc tôi. Tôi tưởng đâu là ông quan tâm đến người làm công. Có về đâu, ông hỏi nhà hỏi cửa tôi là có mục đích đen tối. Ông nói cái gì vậy hả? Nè, ông đừng có tưởng là ông có tiền là ông muốn làm gì cũng được nghe. Tôi không có sợ ông đâu. Tôi sẽ nhờ người viết cáo trạng, kiện ông ra công đường. Nếu như mà ông dùng tiền để mua chuộc quan huyện hả, thì tôi sẽ chạy lên phủ. Nếu lên phủ không được, tôi sẽ chạy lên kinh thành. Tôi sẽ phải kiện ông cho bằng được. Để tôi coi ông làm sao thoát tội đây. Ông điên khùng. Trời, tôi không quen biết ông, ăn nói khùng điên. Trời, đi, đứng đó làm cái gì? Đi. Trời ơi, ông hại con tôi mà ông nó không biết tôi nè trời. Quan ức cho con tôi quá, quan ức cho con tôi quá mà. Bà cầm lại đi, tôi không cần số bạc này đâu. Người của họ Trịnh không ai tốt hết. Có phải ông ta biểu các người mang bạc tới đây hả, để lấp miệng cái thằng già này phải không? Đừng có hông, về mà nói với nó, cho dù có đi tới đâu tôi cũng kiện nó tới cùng. Dạ, xin ông bình tĩnh. Ông hiểu lầm rồi. Tôi đến đây là để giúp ông. Ông hãy xem cái này đi. Đây là cáo trạng tôi đã viết sẵn, rành rành tội của tên họ Trịnh. Ông cứ mang đi, gõ cửa các nha môn huyện phủ để kiện hắn. Còn đây là số bạc, ông cứ cầm theo làm lộ phí để đi kiện hắn. Tại sao bà lại giúp cha con tôi chứ? Vì tôi và ông cùng chung một kẻ thù. Tôi cũng muốn hắn ta thân bại danh liệt, tán gia bại sản. Lúc đó tôi mới hả lòng. Thì ra là vậy. Tôi không lạ gì khi hắn có nhiều kẻ thù. Nhưng tôi thật bất ngờ khi cô cũng là một trong số đó. Tôi cứ tưởng cô là người làm công trung thành nhất của họ Trịnh. Ai dè cô cũng có mối thù bất cộng đái thiên với hắn. Hôm nay bà đã biết bí mật của tôi, thì bà cứ về mét với ổng để lập công. Chỉ tiếc là tôi chưa kịp chứng kiến ngày tàn của hắn. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai đâu. Bà nói vậy là sao? Chẳng phải bây giờ bà đã được hắn yêu thương chiều chuộng trở lại mà. Chuyện bà trở lại đây chứng tỏ bà là người trung thành với hắn. Bà nói vậy để gạt tôi đúng không? Tôi quay về đây không phải là để hưởng giàu sang sung sướng, mà là để trả thù. Bà nói sao? Tôi cũng như cô thôi, quay trở lại nhà họ Trịnh là để chờ ngày tàn của hắn. Tôi muốn chứng kiến cảnh hắn thân bại danh liệt, tán gia bại sản, về già không có một đứa con đứa cháu nào nối dõi tông đường. Thì lúc đó tôi mới hả dạ. Từ nay tôi và cô là chung một phe, chúng ta có chung một kẻ thù. Cô hiểu chứ?
ba ơi, có chuyện rồi. Đêm qua chòi tranh của ông Bào bị cháy, đứa con gái may mắn thoát chết, còn ông Bào thì chết rồi. Trời ơi, sao lại có chuyện thảm thương như vậy? Dạ, tôi tới dò la thì thấy chòi tranh bị tấn cây chặn hết lối ra, bên ngoài lại có nhiều vết chân giẫm nát. Theo bà thì ai dám ngang nhiên giết người như vậy? Quật khốn nạn, ngoài hắn ra thì ai, ai có thể phạm tội ác tày trời như vậy chứ? Tội nghiệp, ông Bào chết chỉ vì dám đi kiện hắn khắp nơi. Đúng là cái thứ quỷ đổi lốt người, tán tận lương tâm. Cô Xuyến, vậy còn đứa con gái của ông ta thì sao? Tôi đã mang cổ đi giấu nơi khác, tránh sự truy lùng của hắn. Tôi sợ hắn sẽ không tha cho cô ta đó bà. Cô làm tốt lắm. Cô Xuyến. Dạ. Cô hãy nuôi dưỡng cô ấy và khơi dậy sự hận thù với kẻ đã sát hại cha của mình. Cô ta sẽ thay mình báo thù. Bà ba, bà vừa nghĩ ra cái sách gì hay sao? Tôi vừa nghĩ thoáng qua trong đầu, nhưng mà trước mắt phải bảo toàn mạng sống cho cô ta. Khi cần, ta sẽ sử dụng đến con cờ này. Tôi biết rồi. Bà ba, bà hãy cho tôi biết tôi sẽ phải làm gì để trả mối thù này. Bà biểu tôi làm gì cũng được, kể cả banh da xé thịt kẻ thù đã hãm hại tôi. Hắn đã sát hại cha tôi, tôi sẽ trả thù cho cha. Phận làm con là tôi sẽ báo thù cho dù nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Tôi sẽ không để cha tôi chết oan ức tức tưởi như vậy. Tôi sẽ giết hắn. Đúng là tên khốn kiếp mà. Nè, mà cô ấy hiện nay đang ở đâu? Dạ, cô đang ở quán trọ do tôi sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng hết rồi. Tốt lắm. Nhưng hiện giờ tôi muốn đặt cho cô ta một cái tên khác. Cái tên cũ tuyệt đối không được nhắc lại thì mới dụ được ông ta vô trọng. Hay là gọi cô ta là Hồng Liên cho hợp với sự lột xác của cô ta. Mà phải công nhận cô cũng giỏi thiệt. Qua tay của cô ta thay đổi hoàn toàn. Dám cha của cô ta cũng không nhận ra cô ta, nói chi ông Trịnh. Cô cầm đi. Từ nay cô tên là Hồng Liên. Cái tên lúa đã chết trong cái ngày hắn cưỡng bức cô rồi. Hãy nhớ làm đúng theo những gì tôi dặn. Đừng hấp tấp muốn trả thù mà hư chuyện. Tên Phú Túc, con trai trưởng của nhà họ Trịnh, hắn đang lên kinh. Cô đi nhanh lên để còn kịp đón hắn. Nhớ phải chăm sóc hắn chu đáo. Lên đó cô cứ đến gặp thương gia họ Tô, hắn sẽ giúp đỡ cô tận tình. Dạ, tôi biết rồi. Thôi, cô lên đường sớm đi kẻo trễ. Tôi đi.
Bà có hỏi thăm giùm tôi về cái loại dầu này chưa? Dạ có. Tôi hỏi mấy thầy lang và họ đều nói dầu này chữa liền vết thương rất hay. Nhưng trong đó không chỉ có một loại dầu mà có tới hai thứ pha trộn với nhau. Loại dầu này dùng nhiều sẽ làm sảy thai đó bà. Cái gì? Bà Hai, bà thiệt là ác. Cái này là bà Hai đưa cho bà sao? Phải. Tôi không ngờ bà Hai thâm độc đến như vậy. Hết lần này tới lần khác tìm cách để hại tôi. Được rồi, bà chờ đó. Tôi sẽ cho bọn họ biết giỡn mặt với con dậu thì sẽ nhận hậu quả như thế nào. Bọn họ ác thiệt. Mà làm sao bà biết trước những kế hoạch mà bà Hai hại bà? Từ chuyện cái giỏng canh bồ ngót rồi đổ dầu lên sàn nhà, sao bà biết mà tránh hay vậy? Thì có người mét cho tôi biết. Bà ta dùng mưu với tôi thì tôi sẽ dùng trước với bà. Vỏ quýt dày thì phải có móng tay nhọn chứ. Nghe má nói nè, con có thai phải ăn bồi dưỡng nhiều vô nghe hôn. Dạ, con thấy cũng khỏe. Ăn cho nhiều vô để cho em bé trong bụng được khỏe. Dạ. Thôi, con vào phòng nghỉ ngơi đi con. Dạ. Má Năm, má có sao không? Má không sao, má cảm ơn con nghe. Ủa, con sao vậy? Chết rồi, má làm con trầy rồi. Dạ, không sao, con chỉ trầy sơ thôi mà má. Ờ. Nè, bà chồng của con lên kinh chưa? Dạ, ảnh mới đi hồi sáng nay đó má. Ờ. Thôi, đừng có buồn nghe con. Mình đang có thai mà mình buồn á là ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng đó. Phú Túc lên kinh thành cũng chỉ là mừng ăn công chuyện cho Trịnh gia thôi. Chắc vài ba tháng nữa cũng sẽ về thăm con mà. Dạ, con biết mà má Năm. À, xíu nữa má quên. Má được má Hai cho chai dầu này hay lắm luôn á. Cái vết trầy trên tay của con muốn mau lành sức vô là hết liền à. Má thử rồi thấy cũng hay lắm nên má nhường lại cho con nè. Bây giờ con cần nó hơn má. Dạ. À, thôi. Dạ, con cảm ơn má Năm. Thôi vô phòng nghỉ ngơi đi con. Dạ. Cẩn thận nghe hôn. Thưa bà, thai M2 rất khỏe nên bà yên tâm nghe. Mà chỉ cần ăn uống bổ dưỡng để sau này đứa bé được cứng cáp, lanh lợi hơn thôi. Dạ, cảm ơn thầy. À M2 nè, tôi nghe ở trong phòng có mùi dầu lạ. Xin hỏi M2 có đang sức dầu gì trên người không ạ? Dạ đúng rồi. Tại vì tay của tôi đang bị trầy xước cho nên tôi có sức dầu để cho liền da. Bộ có chuyện gì sao thầy? Mợ có thể cho tôi xem chai dầu đó được không? Dạ. Ừ. Dạ thưa thầy đây. Ủa, chai dầu này nhìn bình thường mà sao nghe mùi lạ quá? Thôi chết, hình như ở bên trong có pha trộn thêm một loại dầu khác. Mà loại dầu này đặc biệt kiêng kỵ với đàn bà có thai. Sao bà cả lại để cho M2 xài loại dầu này? Trời ơi, sao vậy con? Sao tự nhiên con lại mua cái loại dầu này? Rủi có chuyện gì rồi sao? Dạ con đâu có mua, mà má Năm cho con đó. Má Năm? Dạ. Trời ơi, trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Tôi tưởng đâu là tháng trước đã rối lắm rồi. Ai vậy? Bây giờ còn rối hơn nữa mà rối như cái nồi canh hẹ luôn.
Cái gì mà lộn tùng phẹo lên hết trơn vậy? Trời đất ơi, ai cũng có một bí mật và một âm mưu xấu hiểm. Người này á thì lợi dụng người kia, rồi tìm cách chà đạp lẫn nhau. Thì cái bây giờ tôi chóng mặt luôn á. Hey, tôi đã nói trước rồi, cái nhà này tuy bề ngoài yên ấm thuận hòa, nhìn vậy thôi, chứ bên trong thì sóng ngầm dữ dội. Nhưng mà tôi không thể nào hiểu được tại sao họ lại làm như vậy. Chẳng phải ai cũng được ăn sung mặc sướng hay sao? Có thiếu thốn gì đâu mà phải tìm cách hại nhau. Họ phải đè người này, họ phải đạp người kia. Bà thấy tôi có nói đúng không? Thì tất cả mọi chuyện trong nhà này đều xuất phát từ ông Trịnh mà ra hết. Chính cái thái độ vô tâm, cư xử thiếu công bằng và tính háo sắc của ông ta đẩy mọi người vào thế đối đầu hết rồi đó. Hãm hại nhau nữa chứ. Mà chưa nói tới những cái ân oán mà ông ta gây ra đó từ nhiều năm trước. Bây giờ làm biến đổi hết tất cả mọi người, từ những con người vốn lương thiện. Ý bà nói là bà Xuyến hả? Ngay cả bà ba nữa đó. Nhưng mà cứ cái đà này, tôi chắc chắn luôn sẽ còn nhiều chuyện xảy ra nữa. Rồi tới lúc đó hả, tôi ghi mỗi tay luôn á. Ông ghi đi. Tôi chỉ sợ là tôi ghi sót rồi tôi sẽ bị quở trách đó. Ông ghi đi, ông làm được mà. Em Năm à? Dạ. Trước khi ăn cơm, có chuyện này chị muốn hỏi em. Dạ. Lọ dầu này là của em cho con hai đúng không? Dạ, đúng rồi chị. Em thấy nó hay cho nên đưa cho Bích khuê sức thôi. Bộ có chuyện gì sao chị? Chứ em không biết bên trong lọ dầu này có pha một loại dầu kiêng kỵ với đàn bà có thai hay sao hả em Năm? Độc tính của nó có thể gây sảy thai luôn đó. Hả? May á, thầy Lan phát hiện kịp, chứ để vài bữa nữa không biết hậu quả sẽ như thế nào. Trời đất ơi. Trời ơi, thiệt vậy hả chị? Lọ dầu này nó nguy hiểm vậy đó hả? Trời ơi, bữa giờ em cũng có sức nè, không biết có sao không nữa. Ở đâu ra mà mình có lọ dầu này vậy? Tại sao chưa tìm hiểu kỹ càng mà lại sử dụng tùy tiện như vậy? Lỡ ảnh hưởng tới cái thai thì sao? Ông ơi, ông thứ lỗi cho em. Em đâu có ngờ cái lọ dầu này nó lại đáng sợ đến như vậy. Mà ông nói em mới nhớ, hèn chi mấy ngày nay cái bụng của em nó cứ nhói nhói. Em cứ tưởng là do em ăn trúng cái gì thôi. Vậy chứ chai dầu đó em mua ở đâu mà người bán không nói cho em biết là kiêng kỵ với người đàn bà có thai hay sao? Dạ, em đâu có mua. Cái lọ dầu này là của chị Hai đưa cho em. Bà Hai, lọ dầu này mà lấy ở đâu ra? Không biết tác hại của nó hay sao? Tại sao lại đưa cho cổ xài vậy? Lỡ cái thai có chuyện gì, bà có chịu trách nhiệm nổi hay không? Dạ mình ơi, mình tha lỗi, mình bớt nóng. Tôi xin mình tha lỗi cho tôi. Thiệt tình là tôi không có biết cái gì hết đó. Trời ơi, xem tí nữa tôi hại em Năm với con Bích Khê rồi. Bà mua mà bà không biết là sao? Cái miệng của bà ngày thường lanh lắm mà, tại sao không hỏi người ta tác dụng phụ của nó chứ? Cái tật ẩu tả của bà từ xưa tới giờ vẫn như vậy, không thay đổi chút nào. Rốt cuộc bà mua ở tiệm nào mà nói cho tôi biết mau, tôi sẽ sai người tới gỡ bảng hiệu dẹp cái tiệm đó ngay lập tức. Dạ ông ơi, tôi không có mua, mà là con Lựu nó đi mua đó. Con Lựu, mày mua lọ dầu này ở đâu, nói mau. Dạ con không có mua. Cái gì? Mày làm cái gì mà ấp a ấp úng vậy? Đi qua đây. Dạ. Dạ ông. Mày nói coi, lọ dầu mày mua ở đâu? Có phải là tiệm Nhân Đường hay không? Dạ không phải không. Lọ dầu này con mua ở chỗ khác. Chỗ nào? Khai mau.
Mày nói cho tao biết để tao cho người tới đó lôi chủ tiệm về đây, tra hỏi cho nó rõ ràng. Nếu như nó không suông, tao bắt cả đám giải lên quan. Ông ơi, cái này liên quan tới tính mạng, không phải giỡn chơi, tao nhất định không có bỏ qua đâu. Xin ông tha cho con đi ông. Con mua ở tiệm thuốc bắc gần chợ, đừng bắt con lên quan mà ông. Ông tha cho con đi ông ơi, ông tha cho con đi mà. Bà xin ông giùm con đi mà. Xin bà đừng để ông bắt con lên quan mà. Họ đánh đập tra khảo con rồi cô khai ra là đổ bể hết đó bà ơi. Mẹ em đi. Mới nói cái gì? Cái gì mà khai ra đổ bể tùm lum? Rồi cái gì mà mày kêu bà hai phải cứu mày? Hôm nay mày không nói rõ, tao giết mày chết. Ông ơi, xin ông đừng đánh con mà. Con khai thiệt. Bà hai dặn con là ra tiệm mua loại dầu đó đó ông ơi, để bà Năm sảy thai, chứ con không biết gì hết á. Ông ơi, con là đầy tớ mà. Bà biểu sao đó thì con làm vậy thôi, chứ con không có biết gì hết á. Con vô can mà ông ơi, xin ông tha cho con. Ông đừng có giải con lên quan mà ông. Con cố ơi, đánh mày chết. Đừng lại. Tránh ra coi. Trời ơi, chuyện này là sao hả em hai? Em đã biết trước tác hại của loại dầu này đối với đàn bà có thai, vậy mà em vẫn sai con lũ mua về rồi biểu đem qua cho em Năm sức. Vậy là em cố tình muốn làm hại cái thai của em Năm hay sao? Trời ơi, chị hai, sao chị lại ác với em quá vậy? Sao chị ác với mẹ con em? Mẹ con em có làm gì chị đâu mà chị đối xử với em như vậy. Hại em suýt nữa mất con, mà còn mang tiếng là hại Bích Khê nữa. Ông ơi, chuyện tới nước này rồi, Tôi cũng khai thiệt. Chuyện này tất cả là do em tự bày hết đó ông. Ông ơi, ông ở với tôi bao lâu nay rồi, ông cũng biết tánh của tôi mà đúng không? Tôi không bao giờ hiểm ác như vậy đâu. Tôi xin ông hãy suy xét lại mà tha thứ cho tôi đi ông ơi. Chị hai, sao tự nhiên chị đổ thừa cho em vậy? Em có liên quan gì tới chuyện này đâu. Chính cô đã cào xước cổ của em Năm rồi bày cho tôi cái kế này nữa, bây giờ cô còn chối nữa hả? Dạ ông ơi, em thiệt sự không có làm gì hại em Năm hết á. Chị hai, bộ chị bí quá rồ hả? Sao chị ăn nói lung tung vậy? Thiệt tình á, là em có làm trầy xước cổ của em Năm, nhưng đó là do em đỡ em Năm lúc bị té. Chị hai, chị biết chuyện này cho nên là chị dựa vô chuyện đó để mà lập kế hại em Năm, chứ em có biết cái gì đâu. Em Năm, em nói đi, có phải là chị đã đỡ em khi mà em bị trượt chân té trên sàn nhà không? Nếu mà không có chị đỡ em thì em đã bị ảnh hưởng tới cái thai rồi, đúng không em Năm? Cô đừng có chối. Cô kể cho tôi nghe chuyện đổ dầu lên sàn nhà, nói là kế của tôi vụng về nên cô bày ra kế khác, rồi bây giờ cô lại đi nói như vậy hả? Tất cả là do cô. Lọ dầu đó cô nói á là cô để ngừa thai, rồi bây giờ cô đổ hết tội lỗi lên người tôi hay sao? Chính cô là người đầu lưu hết tất cả, rồi bây giờ đổ bể hết mọi chuyện, rồi cô phủ tay không làm sao hả? Chị hai, chị nói cái gì vậy? Đây là lần đầu tiên mà em nghe có cái loại dầu gì mà để ngừa thai đó. Ông ơi, em nói thiệt đó ông, ông giải quan cho em đi. Chị hai, sao chị gấp lửa bỏ tay người vậy? Em Năm, em nói gì đi chứ? Em biết là chị tốt với em mà em Năm, làm sao mà chị nỡ hại em được, phải không em Năm? Cái gì? Còn có cái vụ đổ dầu lên sàn nhà nữa sao? Tại sao mà độc ác dữ vậy hả bà hai? Dạ. Mà còn thủ đoạn nào tàn nhẫn mà bà chưa làm không? Quả thật tôi quá bất ngờ vậy bà. Ông ơi, xin ông bình tĩnh. Tôi bị hãm hại, tôi bị người ta hãm hại thiệt đó. Tôi xin ông tra xét lại giùm tôi đi ông ơi. Không phải là một mình tôi làm hết đâu, tôi xin ông. Lưu. Dạ.
Bây giờ mày nói lại một lần nữa cho tao nghe. Ai đã sai mày đổ dầu lên sàn nhà để bà Năm bị trọt té? Dạ. Ai? Dạ, dạ là bà Hai. Bà Hai thưa ông. Rồi ai sai mày đi mua lọ dầu này hả lộ? Dạ. Ai? Cũng là bà Hai. Tất cả là do bà Hai sai con hết ông ơi. Con không có dám cãi lệnh bà Hai cho nên con mới làm như vậy. Ông tha cho con mà ông ơi. Xin ông tha cho con nghe không? Vậy thì bà Tư có nhúng tay vô chuyện này hay không? Dạ. Dạ không thưa ông. Con chỉ làm theo lệnh của bà Hai thôi. Bà Tư không có liên can gì trong vụ này hết trơn ông ơi. Bà Hai, chuyện quá rõ rồi. Bây giờ bà còn chối cãi gì nữa hay không? Chính nó đã khai tất cả những tội ác tày trời đó của bà. Đó là do bà thị thiền cho nó. Nếu như mà bà nói bà Tư có nhúng vô, vậy thì bà có chứng cứ gì không? Tôi không có chứng cứ gì hết. Nhưng mà ông ơi, ông tin tôi đi. Chính cổ á, cổ đã bày kế cho tôi mua chai dầu này nè ông ơi. Tôi nói thiệt, ông tin tôi đi. Thôi, ông ơi. Im đi. Bà không có chứng cứ mà dám đổ tội cho bà Tư. Bà đúng là ngậm máu phun người mà. Tụi bay đâu? Dạ. Dạ. Tôi không có. Ông ơi. Ông ơi, tôi dạ. Không có mà dạ, ông dạ. Ơi. Ông tin tôi đi. Dạ. Có chuyện gì vậy thưa ông? Tụi bay lâu bà Hai và con Lựu ra tròi sau nhốt lại, bỏ đói, không cho ăn uống gì hết. Ai dám cãi lời sẽ bị phạt nặng chung. Ông ơi, ra. Ông tin tôi đi mà. Đừng có làm gì nữa. Dạ, dạ. Ngồi đi. Dạ. Chết. Tôi bị đói rồi mà. Ra, đi bà. Chị cả ơi. Đi bà. Đi con đi bà. Đi bà. Chị cả ơi. Cứu em chơi chị cả ơi. Loạn. Loạn hết rồi. Kể từ hôm nay, mọi việc trong nhà sẽ để cho bà ba gánh vác. Mọi thứ phải nghe theo lời của bà ba, có biết chưa? Dạ. Dạ. Có. Ờ, ở đâu? Cô thấy cô chạy qua hướng bên này nè. Đi. Cô ra đây đi. Tụi nó chạy đi mất rồi. Đây có cái gì ngon, cứ mang ra hết cho ta. Dạ. Cô nói thiệt đi, đám người đó là ai? Sao lại truy sát cô chứ? Cô làm chuyện gì xấu phải không? Dạ. Trước tiên đa tạ công tử đã ra tay cứu mạng. Thật tình tôi không phải là người xấu. Xin công tử đừng có hiểu lầm tôi.
tôi chỉ là kẻ mồ côi, may mắn được một thương gia giàu có chuộc về nuôi từ tay bọn bắt cóc. Tôi cứ tưởng cuộc đời tôi từ nay sẽ thoát cảnh khổ đau mãi mãi. Nhưng ngờ đâu, khi tôi 18 tuổi, người mà tôi vẫn gọi là cha nuôi á, đã ép gả tôi cho một thương buôn. Người đó bằng tuổi cha chú tôi, để đổi lấy một thương vụ có hời. Tôi đã bỏ trốn sau khi bị cha nuôi tôi bắt nhốt và đánh đập dã man. Còn đám người mà công tử thấy lúc nãy chính là tay sai của ông ta đó. Thiệt là tội nghiệp. Vậy bây giờ cô định đi đâu? Dạ, đi đâu cũng được, miễn là không quay về cái địa ngục đó nữa. Hay là như vậy đi, nếu như cô không ngại thì tôi sẽ tìm cho cô một nơi tá túc trước. Chứ nhìn một cô gái yếu ớt như cô mà phải lang thang ngoài đường, tôi thiệt là không nỡ. Với lại cô cần nghỉ ngơi cho lại sức thì cô mới có thể chạy trốn bọn chúng được. Dạ, nhưng mà công tử là ai? Sao công tử lại tốt với tôi như vậy? Cô không cần biết ta là ai, chỉ cần cô tin ta thì ta sẽ thu xếp cho cô ổn thỏa, đừng có lo. Đồ này hợp với nàng lắm, nhìn thật là đẹp. Dạ, công tử đã quá khen rồi. Bộ đồ này và những chi phí mà công tử đã giúp đỡ khiến tôi rất cảm kích. Khi nào có bạc tôi sẽ trả lại cho công tử. Có đáng là bao đâu. Nàng đừng có suy nghĩ tới mấy chuyện đó. Trước mắt nàng cứ ở đây, đừng có đi lung tung. Lỡ mà bị bọn chúng bắt lại thì uổng công ta lắm. À, đây, nàng cầm nắm bạc này, cần gì thì cứ đi mua sắm. Còn cái quán trọ này thì cứ yên tâm mà ở, ta đã trả tiền thuê 3 tháng luôn rồi. Công tử tốt quá. Từ khi cha mẹ tôi mất tới giờ mới có được một người tốt với tôi như công tử vậy đó. Thôi mà, nàng đừng có khóc. Ta sợ nhất là nhìn đàn bà con gái rơi lệ. Nàng cười lên cho đẹp nè. Đó, nàng cười như vậy đẹp lắm. Bây giờ nàng nghỉ ở đây nha, ta phải đi tiếp rồi. Khi nào tiện ta sẽ ghé lại thăm nàng. Khoan đã công tử. Tôi còn chưa biết quý danh của công tử là chi. Ta là Trịnh Phú Túc. Nàng cứ gọi ta là Trịnh công tử. Còn nàng? Dạ, tôi là Hồng Liên. Hồng Liên, Hồng Liên, tên nàng thật là đẹp. Quá trời, quá đi thôi. Ông ơi, ông tha cho tôi ra khỏi chỗ này đi ông ơi.
Tôi không có làm mấy cái chuyện thất đức đó đâu. Tôi bị người ta gạt đó. Thiệt đó. Ông tin tôi đi. Chị cả ơi, chị cứu em đi chị cả ơi. Chị ơi, ở đây em sợ lắm. Chị ơi, chị không cứu em chết trong này đó chị cả ơi. Chị ơi. Bà Hai ơi, bà đừng có than khóc la lối ôm sòm nữa. Bà có la đến mấy á cũng không ai nghe đâu. Bà nên dành sức, chứ con An không chừng á còn bị nhốt dài dài ở đây á. Đồ con phản chủ, mày còn dám lên tiếng nữa hả? Tao có đối xử tệ với mày đâu, mày nỡ lòng nào phản tao? Mày dám hùa với người ngoài, hai tao hả con kia? Trời hả? Mày đợi đó, tao mà ra ngoài được là mày chỉ có chết với tao thôi, tao nói cho mày nghe. Phải, đúng rồi, bà đâu có tệ với con đâu. Nhưng mà hễ buồn á là bà đánh, bà chửi, bà giỏi giết. Bà có coi tôi là con người không? Mà cũng nhờ quy của bà đó nên mới được người ta tặng cho tôi mấy cái bạc tai đó. Còn nói, rồi bây giờ bị nhốt vô đây chung với bà đó. Mày còn nói cái kiểu đó nữa hả? Đồ cái đồ bất dạy, bất dạy, bất dạy hả mày? Bất bà dạy ơi, bất dạy, dạy, bất dạy, bất dạy. Nè, cô đi đâu vậy hả Lựu? Tôi đi đâu mắc mớ chi mà hỏi. Làm gì né tránh tôi dữ vậy? Cô biết sợ rồi sao? Mắc gì tôi sợ? Cô tưởng ba cái tát trả thù của cô là tôi sợ hả? Bộ tưởng hạ ngục tôi sao? Đừng có hòng. Cô nói hay lắm. Tôi rất thích những người ăn ngay nói thẳng như vậy đó. Còn tôi không muốn tới gần mấy người như cô. Tránh xa tôi ra đi. Mày tưởng lúc nào cũng ăn hiếp được tao sao vậy? Là mày, mày làm cái bẫy này để hại tao đúng không? Mà kéo tao lên, nhanh lên. Có ai không? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Có ai không? La lớn lên đi. Không có ai nghe đâu. Tại sao? Tại sao mày lại làm trò này? Mày trả thù chưa đủ sao? Làm sao mà đủ được. Tao đã thề, khi nào tao lên được bà Năm đó, tao phải trả cho mày gấp 10 lần những gì mày làm với tao trước kia. Như vậy tao mới hả dạ được. Thiệt là nực cười. Trả thù bằng ba cái trò này đó hả? Mưu trí của mày á chỉ tới đây sao? Hả? Hả? Chỉ có cái hố như vậy thì làm sao mà mày sợ được, đúng không? Tao nói rồi, mày la lớn lên đi, không có ai nghe đâu. La lên. Mày muốn làm gì? Tình cờ tao bắt được mấy con rắn, mà toàn là rắn độc không à. Mày, tao tính á là mang về ngâm rượu cho ông uống kìa. Nhưng mà tao nghĩ lại, nếu mà làm như vậy sát sanh quá à. Hay là bây giờ tao phóng sanh cho nó ha. Mày đừng có làm bậy nghe vậy. Có cái gì đâu mà bậy. Tao phóng sanh cho tụi nó là tao đang tích đức rồi. Với lại ban nãy có người chê tao, chê mấy cái mưu trí của tao thấp hèn quá mà.
Để coi kỳ này á, mày có chống lại được mấy con rắn này không nha. Tha cho tao đi mà, tao đang nỉ mày đó. Tha cho tao đi mà. La đi, la lớn lên. Mày thấy gì sao hả? Tha cho tôi đi mà, kéo tôi lên đi, tôi sợ những loài rắn đó, tôi không muốn chết đâu. Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi mà. Được rồi, hãy tha cho tôi không làm gì hại cô nữa đâu. Cô hãy tin tôi đi mà, tôi thề đó, tôi thề đó, tôi không hại cô nữa đâu. Tha cho tôi đi mà, tha cho tôi đi, tôi xin cô đó, tha cho tôi đi. Tôi sợ quá rồi, tha cho tôi đi, tôi xin cô đó, tha cho tôi đi mà. Mày kêu cô hả? Mày mới kêu tao bằng cô hả? Đúng lý ra mày phải kêu tao bằng bà Năm mới đúng chứ. Dạ 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 được. Bà Năm, tha cho tôi đi bà Năm. Bà Năm, tha cho tôi đi bà Năm. Cái gì? Bà Năm mà tôi? Bộ tao ngang hàng với mày hả? Dạ không. Con xin bà Năm, tha cho con đi bà Năm. Con xin bà, tha cho con đi bà Năm. Con sợ lắm, bà tha cho con đi bà Năm ơi. Con sợ lắm. Được rồi, qua đây, tao kéo mày lên. Dạ. Bà Năm ơi, qua đây. Ra tao chỉ muốn mày chết phất ở dưới đó luôn cho rồi. Nhưng nếu làm như vậy thì tao cũng hạ cấp khác chi là mày. Dạ, con biết, con đổi ơn bà. Bà thiệt là nhân từ độ lượng. Con chỉ là kẻ hạ tiện, không thể so sánh ngang hàng với bà được. Con thề, sau này con sẽ không làm chi phiền lòng bà nữa đâu. Thôi được rồi. À, hồi nãy mày có thề là sẽ giúp tao làm mọi chuyện có đúng không? Hay là mày quản quá rồi mày nói đại? Con nói thiệt, bà muốn con làm gì con cũng làm hết. Coi bộ mày cũng hiểu chuyện rồi ha. Bây giờ tao chỉ là bà Năm, nhưng tao có cái mà mấy bà khác không có. Nên chắc mày cũng đoán ra sau này ai sẽ là chủ của cái cơ ngơi này. Lúc đó toàn bộ quyền lực ở trong tay tao, người nào cũng phải nghe lệnh của tao răm rắp. Bây giờ mày giúp tao vài việc thì sau này mày sẽ được đền đáp xứng đáng. Mày yên tâm đi, tao không có bạc đãi mày giống như bà Hai đâu. Dạ, con hiểu rồi. Bây giờ bà muốn con làm gì con cũng làm hết. Tao muốn mày báo cho tao biết tất cả những mưu kế mà bà Hai đang muốn hại tao. Bà muốn con phản bội bà Hai sao? Bà mà biết là bà giết con chết. Vậy sao? Còn nếu như mà mày không giúp tao á, thì có thể mày sẽ chết tại đây ngay bây giờ đó. Mấy con rắn ban nãy mày chưa sợ hả? Tao còn nhiều hơn như vậy nữa. Mà nghe nói độc của nó vô người á, chỉ có trời với Phật mới cứu được thôi. Dạ, con nghe lời bà. Có sao không hả? Dạ. Có sao không vậy? Em không sao. Nè, mình đang có thai, đừng có cúi xuống như vậy. Dạ, không biết sao, dạo này em hay giật mình quá, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, giống như có ai đó sắp hại em vậy đó mình. Nè, do mình đang có thai rồi xảy ra thêm cái chuyện kia nữa, cho nên mình lo lắng bất an vậy thôi. Mình đừng có nghĩ nhiều nữa.
mấy người làm bậy cũng đã bị trừng phạt thích đáng rồi, không ai dám làm càn nữa đâu. Mà nói thiệt, tới bây giờ tôi vẫn không dám tin là bà Hai, bà ấy dám làm những chuyện ghê gớm như vậy. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà. Dạ, đến giờ em cũng không biết là mình đắc tội gì với chị, mà chị lại thù em đến như vậy. Thôi, đừng có suy nghĩ nữa, nghỉ ngơi đi nghe. Mình... Ủa, mình không ở lại đây sao? Mấy nay em ngủ có một mình, em cứ bị ác mộng hoài à. Mình ở lại đây đêm nay với em được không mình? Được rồi, đêm nay tôi sẽ ngủ lại đây. Em Năm ơi, em Năm, ông có ở bên này không em? Dạ có, chị vào đi chị. À, thì ra là ông đang ở bên này. Tìm tôi có việc gì? Nếu như mà muốn xin cho con người ác nhân thất đức đó thì dẹp đi, tôi không có nghe đâu. Ông à, tôi biết ông không thích nghe, nhưng mà tôi không thể nào không lên tiếng. Em Hai nào giờ ăn nói bổ bả, làm mất lòng người khác, nhưng mà tôi nghĩ em Hai không đến nỗi ác như vậy đâu ông à. Tôi nghĩ mình nên lắng nghe cổ nói để tìm ra sự thật. Sự thật là bà ta đã sai người hại em Năm, chứ bà còn muốn biết sự thật nào nữa? Nhân chứng vật chứng quá rõ ràng, tôi có đổ oan cho bà ta đâu. Người dám ra tay hại đứa nhỏ chưa chào đời thì làm sao mà tôi có thể dung thứ được chứ. Dạ tôi biết, nếu như em Hai là thủ phạm tất cả những trò đã hại em Năm thì quả thật là quá đáng lắm. Nhưng đằng này có thể cổ đã bị người khác gài bẫy thì sao hả ông? Với lại tôi nói ông đừng có giận, dù sao á, em Năm với cái thai cũng đã an toàn tai qua nạn khỏi rồi. Ông niệm tình cổ là bà Hai trong nhà này mà tha cho cổ lần này được không ông? Chứ ông đem nhốt cổ với nhà kho như vậy, tôi e thiên hạ họ dồn vô rồi dèm pha dị nghị đó ông. Thôi, tôi không muốn nghe bà nói nữa, bà về phòng bà đi. Chị Hai nói cũng có lý đó mình. Bà cũng qua đây để xin tội cho con người bất nhân đó hay sao? Mình à, mình khoan phán xét chỉ dội. Đây, mình nhìn đây, đây là vật mà chị Hai đã đặc biệt làm cho em Năm đó. Cái áo này là chị Hai nhờ người ta may cho con của em Năm. Hồi nãy người ta đem tới, em mới nhận được. Như vậy chứng tỏ là chị cũng thương quý đứa nhỏ ở trong bụng của em Năm không kém gì mình đâu. Em biết là ngày thường chị hay tò mò tọc mạch chuyện của người khác, nhưng cũng không đến nỗi là người nhẫn tâm ra tay hại em Năm như vậy đâu. Hay là mình vì đứa con trong bụng của em Năm mà tha cho chị Hai lần này được không hả mình? Mình ơi, mình làm như vậy cũng là tạo phước cho đứa con trong bụng của em Năm đó. Với lại em tin là chị Hai sẽ cảm cái đức của mình mà hồi tâm chuyển ý. Chị nói như vậy có đúng không hả em Năm? Dạ, em thấy chị cả và chị ba nói như vậy cũng có lý lắm đó mình. Em cũng không muốn gây thù chuốc oán chi hết. Vì đứa con trong bụng nên em nghĩ mình nên xóa tội cho chị Hai đi mình. Em Năm cũng đã lên tiếng xin tha cho cổ rồi, thì ông cũng nên bỏ qua cho em Hai đi. Sau lần này chắc cổ sẽ không dám làm gì quấy nữa đâu. Tôi tha cho bà ta, rồi mấy bà có hứa khuyên nhủ bà ta ăn năn sám hối hay không, hay là hở ra rồi bày mưu tính kế hại người khác. Mà tôi nói rồi đó,
sau này bà mà tái phạm lần nữa thì tôi sẽ trừng trị nặng tay hơn đó. Lúc đó đừng có ai xin xỏ gì nữa. Mệt rồi, tối rồi mà cũng không được yên nữa, nhức cái đầu. Cảm ơn em Năm nha, em đã nói giúp giùm cho một tiếng. Ông nói như vậy tức là ông đã đồng ý tha cho chị Hai rồi đó chị cả. Vậy để chị xuống, chị nói cho em Hai biết, chắc là cổ mừng lắm nè. Dạ. Thôi, chị không làm phiền em nghỉ ngơi, chị đi về phòng đây. Chị Ba nè, em không hiểu tại sao chị lại xin cho bà ta vậy. Chẳng phải bà ta thường xuyên đâm chọt rồi hại chị hết lần này đến lần khác hay sao? Chị có tốt thì cũng phải đúng người chứ. Bà ta có khác chi là rắn độc. Chị thả bà ta ra, có ngày bà cắn chị đó. Lúc đó chị đừng có than khóc. Em đang có thai, đừng có sân si quá, sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ ở trong bụng đó. Em không sân si gì hết, em chỉ thấy tức. Tại sao chị lại làm như vậy thôi? Bà ta đã bày mưu hại em, chứ em đâu có đổ oan cho bà. Chẳng qua bà ngu quá nên mới bị em tương kế tụ kế, đưa bà vô bẫy thôi. Chỉ cần một chút thời gian nữa là em có thể thò tay vô bóp chết bà ta rồi. Cớ gì chị lại mở đường cho bà ta thoát như vậy chứ? Chị làm như vậy là để được cho người ta khen chị là người nhân từ độ lượng hay sao? Hay là chị còn ý gì khác nữa hả chị Ba? Em Năm mà chị... Thôi đi, em không muốn nghe chị giải thích. Chị về đi, nói em mệt lắm rồi, còn muốn nói gì với chị nữa đâu. Em nghỉ ngơi, chị về. Chị thích nhẫn nhịn cho người ta nắm đầu thì đó là chuyện của chị. Mắc gì chị can thiệp vào chuyện của tôi, thiệt là bực mình. Cái kiểu này mai mốt tôi mà được lên cai quản cái nhà này, tôi sẽ cho chị ăn chay niệm Phật cả đời luôn. Phản chủ, đồ khốn nạn, mày nhận cái gì của nó mà hại tao thành ra như vậy hả? Tao mà ra khỏi nơi đây là tao giết mày. Mày phản tao, mày phản tao hả? Bà ơi, tao thì có mắt mà như mù nên tao mới nuôi mày, cho mày ăn đầy hông bao nhiêu năm nay rồi bây giờ mày phản tao đúng không? Trời ơi là trời, sao mà tôi ngu quá vậy nè? Già đâu rồi bị con ở như mày đâm sau lưng tao nữa. Mày phản bà ơi, mày hả? Bà tha cho con đi mà bà. Mày hả? Đánh cho mày chết. Ai vậy? Bà Xuyến hả? Thằng Thế hay thằng Út vậy? Có phải ông sai tụi mày xuống mở cửa cho tao không? Là cô hả? Cô xuống đây để làm gì? Cô muốn xuống đây để coi tôi thê thảm ra sao, để cười cợt tôi đúng không? Chị Hai à, chị đừng nghĩ xấu em như vậy. Những chuyện ngày xưa em đã quên hết rồi. Vậy chứ cô muốn gì? Nếu mà tới đây để làm bộ an ủi, thương xót tôi á, thì cô hãy đi đi, tôi không có cần đâu. Em bình tĩnh đi em Hai. Sao em lại có suy nghĩ như vậy? Có ai thương hại hay tội nghiệp gì em đâu. Chị cả, chị tới cứu em đúng không chị cả? Chị cả ơi, em bị oan mà chị cả. Chị tin em đi chị cả, chị tin em đi. Chỉ cần ông chịu nghe em nói từ đầu là ông sẽ biết ngay em không có tệ đến như vậy đâu chị cả. Chị cũng rành tính em từ nào giờ, cái miệng em cứ hay bô lô bô la vậy thôi, chứ tâm của em không có hiểm độc đến như vậy đâu chị. Chị ơi, chị nói dòng tiếng giùm em đi. Chị ơi, em xin chị đó, chị ơi. Chị biết rồi, cho nên bây giờ chị mới xuống mở cửa cho em lên nhà trên nè.
Em lên phòng nghỉ ngơi rồi ăn chút gì đó cho lại sức. Thiệt vậy hả chị? Trời ơi, em cảm ơn chị nhiều lắm chị cả ơi. Em biết, chỉ có chị nói với ông thì ông mới chịu nghe thôi. Chứ không có chị á, rồi em sẽ chết oan ức ở trong này quá chị cả. Em cảm ơn chị. Không chỉ có một mình chị đâu, em cũng phải cảm ơn em ba nữa. Nhờ có em ba lên tiếng nên ông mới siêu lòng đó. Cô cũng nói giúp tôi thiệt sao? Em chỉ thấy cái gì đúng thì em nói thôi, chứ cũng không có gì to tát cả. Chị em mình cùng thân phận như nhau, giúp nhau một chút trong cơn hoạn nạn cũng là lẽ thường tình mà chị hai. Thôi, chuyện ơn nghĩa để sau. Bây giờ chắc em cũng đã kiệt sức rồi, để chị đưa em lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe, rồi từ từ coi rồi qua xin lỗi ông cũng được. Dạ. Bà cả, bà hai, bà xin cho con với. Ba, con không có tội gì hết á. Bà cả, bà xin giùm con đi bà cả. Con là phận tôi tớ, chủ sai đâu á thì con làm đó, con không có hại ai hết á. Con xin các bà mà. Bà cả ơi, cứu con đi bà cả. Bà ba, giúp con đi bà ba. Bà hai. Bà cả ơi, hai bà làm ơn tha cho con đi hai bà. Bà ơi, Bà ba ơi, bà ba. Bà Năm, bà tới cứu con hả bà Năm? Tao không cứu mày thì ai cứu? Chỉ cần tao nói một tiếng là ông chịu liền. Bây giờ mày sáng mắt ra chưa? Khi mày gặp nạn như vậy thì có ai ngó tới mày đâu. Ai cũng lơ hết, chỉ có mình tao là thương xót mày thôi. Tao đã hứa thì tao sẽ không bao giờ bỏ mày. Nhưng mà sau này mày phải biết mày phải làm gì cho tao rồi đúng không? Nhưng mà mày đừng có mừng vội. Bà hai đã được ra khỏi đây rồi. Cẩn thận, kẻo bà ta tìm cách trả thù mày đó. Dạ, con biết rồi. Nhưng bà cũng nên dè chừng. Bà đã lờ mờ đoán ra là chính bà đã xúi con làm việc này, cho nên bà không bỏ qua chuyện này đâu. Cỡ bà thì làm gì được tao mà mày lo. Tao chỉ lo bị mấy người kia xúm vô phá đám cùng một lúc thì đối phó cũng hơi mệt thôi. Như hôm nay đó, tự nhiên hè nhau xin tha tội cho bà hai, là muốn nhìn tao với lại bà hai gây gỗ với nhau chứ có tốt lành gì đâu. Thiệt vậy hả bà Năm? Chứ còn gì nữa. Cái nhà này có ai tử tế với ai đâu. Ngoài mặt là chị em, quay lưng thì nói xấu, tìm cách diệt trừ người kia. Nhưng mà con thấy bà cả với bà ba cũng đâu có tệ như vậy đâu. Mày khờ quá à, nên mới bị người ta hại cho lên bờ xuống ruộng đó biết chưa. Cứ từ từ đi rồi coi, tao nói có đúng không? Dạ. Dạ. Ông ngồi đi ông. Mình ngồi đi. Dạ. Em Năm, em ngồi ở đây đi, để được gần ông. Dạ. Rồi ngồi xuống đi em. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ thưa bà. Thôi, mọi người ăn cơm đi. Dạ. Em mời mình ăn cơm. Dạ mời mấy chị. Dạ mình, em có chuyện này muốn nói với mình. Được rồi. Hôm nay
trước mặt mình, trước mặt của em Năm. Tôi thiệt lòng xin lỗi, đã làm cái chuyện không hay vừa qua. Tôi ăn năn hối cải lắm, cho nên mọi người niệm tình tha thứ cho tôi nha. Em Hai đã lên tiếng xin lỗi, thì tôi nghĩ mọi người cũng nên rộng lòng bỏ qua cho cổ. Người ta thường đánh kẻ chạy đi, chứ có ai đánh kẻ chạy lại bao giờ đâu. Nhưng mà chị nghĩ em cũng nên cảm ơn ông một tiếng, bởi vì ông đã rộng lòng tha thứ cho em. Dạ, tôi đội ơn mình. Tôi biết là mình rất khoan dung độ lượng, cho nên tôi còn được ngồi đây ăn cơm chung với cả nhà. Nhưng nói thiệt là tôi vẫn còn áy náy, hổ thẹn ở trong lòng. Cho nên tôi xin phép mình từ nay cho tôi được ăn cơm chay có được không? Tuy là hơi phiền mọi người một chút, nhưng mà tôi muốn sám hối cho tội lỗi của mình, và coi đó giống như một lời nhắc nhở phải làm điều thiện, tránh xa điều ác. Chị Hai hay quá à. Chị làm em cảm động muốn khóc luôn vậy đó. Em ủng hộ chị chuyện này. Chị tiếc là em không có ăn chay chung với chị được. Chắc do em không có căn tu giống như chị đó chị Hai. Em nghĩ chuyện này cũng đơn giản mà chị Hai, cũng không có phiền gì lắm. Sẵn chị cả cũng ăn chay, nhà bếp cũng chỉ cần làm thêm một phần cho chị luôn cũng được mà. Thôi, chị ăn phần dư của chị cả cũng được mà, mất công phiền mọi người lắm. Có gì đâu mà phiền. Để chị kêu cô Xuyến làm thêm một phần cho em, chứ mắc mớ gì mà ăn phần dư của chị. Dạ chị. Ủa, còn em Năm, em thấy làm sao? Bộ em chưa tha thứ cho chị Hai hay sao mà em ngồi im re vậy? Em không lên tiếng vì em đồng tình với mọi người đó thôi. Chứ chị Hai đã hối lỗi thì em đâu chấp nhất làm gì. Với lại em là nhỏ nhất, làm sao em bắt lỗi người lớn được chứ. Phải với hôn chị Hai. Thôi mọi người ăn cơm đi. Dạ. Em xin lỗi mình. Em Năm, em cứ để chị nhặt cho. Em đang mang thai, em đừng cúi xuống làm gì. Bà sẽ còn cúi mặt trước tôi dài dài, tôi còn lo mới tha thứ cho bà. Bây giờ tao thất thế, cho nên tạm thời lui bước. Mày đừng có vội mừng. Cái thứ đầu đường xó chợ như mày, trước sau cũng bị tao hất cẳng. Cái ngày đó sẽ không bao giờ có đâu. Em cảm ơn chị Hai. Không có gì. Dạ. Thôi được rồi, chuyện cũ á tôi bỏ qua hết. Nhưng sau này đừng có tị hiềm gây gỗ với nhau nữa, nghe chưa? Cứ vui vẻ thuận hòa, biết trên biết dưới như vậy thì tôi cũng đâu khó dễ gì mấy người. Em cảm ơn mình. Thôi mọi người ăn cơm đi. Cô Xuyên. Dạ. Ăn cơm đi các em. Lấy cho tôi đôi đũa khác. Dạ. Dẫu có việc chi hệ trọng mà nhắn tôi ra đây vậy? Tôi đã dặn anh rồi, có chuyện gì gấp tôi sẽ tìm gặp anh. Chứ anh gọi tôi ra như vậy, lỡ ai thấy là chết luôn á. Không ai thấy đâu, anh nhìn kỹ rồi. Dẫu em có biết hôm nay ruột gan anh nóng như lửa đốt không? Biết mẹ con em bị người ta hại, anh không giúp được gì, cho nên hôm nay anh mới liều mạng tới đây đó. Dẫu hay là tụi mình trốn đi, chứ em ở đây ngày nào anh lo lắng ngày đó đó.
Anh đừng có nói tầm xàm nữa. Tôi đã đi tới nước này rồi, sao mà bỏ cuộc được. Chế lại, giờ ai cũng biết cái thai này là của ông. Mình trốn ở đâu, họ đã không tìm ra được chứ. Thì bây giờ mình thú thiệt, đứa con trong bụng của em không phải của ông là được rồi. Để tôi và anh bị làng phạt giả hay sao? Họ sẽ cạo đầu, bôi vôi, thả bè trôi xong, hay là nhẹ hơn, gông cổ cả hai, đi khắp nơi cho thiên hạ người ta bêu rếu. Anh thích vậy lắm hả? Không. Nhưng mà em ở đây ngày nào anh lo cho hai mẹ con ngày đó. Bây giờ tôi lỡ leo lên lưng cọp rồi, có lo sợ cũng phải chịu. Leo xuống là bị nó cắn chết, anh hiểu không vợ? Mà trước khi leo lên, tôi cũng đã lường trước mọi sự rồi. Anh đừng có lo quá lên, không có ai làm gì được tôi đâu. Em nói vậy thì anh cũng an tâm phần nào. Mà nè, hôm trước á, anh có lên chùa xin được cho con cái này nè. Nè. Ủa, em không thích hả? Tuy là nó không có đẹp lắm, nhưng mà nó sẽ giúp cho con mình tai qua nạn khỏi, gặp nhiều điều may mắn hơn. Anh nghe mấy thầy nói vậy á, đeo cái này vô may mắn lắm. Nhưng mà nếu em không thích á, thì để anh cất vô. Đi đây. Nè, em cất kỹ vô nha. Đợi khi nào con chào đời, mình đeo vô cho nó nha. Cái vòng này vậy chứ linh nghiệm lắm á. Anh nghe nói hả, nó sẽ giúp con mình bình an, ít gặp xui rủi, với lại bao ăn trông lớn nữa. Trời, nghĩ tới cái cảnh con mình đeo nó, anh vừa muốn khóc luôn vậy đó. Anh mong là con của mình sẽ xinh đẹp và thông minh giống như em, chứ đừng khù khờ giống như anh vậy, tội nó lắm. Thôi được rồi, anh đi làm việc đi, đừng có đứng đây lâu quá rồi lỡ dở việc hết. Đừng có lo nghĩ gì nữa, không có ai làm hại gì được má con tôi đâu. Vậy anh đi nghe. Chơi đi nha con. Đi lẹ đi. Em có trong phòng hôn em Năm. Chị Hai vô được không em? Dạ, chị vô đi chị. Em Năm nè, bữa em nói em tha thứ cho chị rồi, hôm nay chị muốn biếu em hộp yến, coi như chị xin lỗi em lần nữa. Em nhận đi cho chị vui nghe. Chuyện vừa qua không phải là lỗi của chị hết đâu. Chị nói thiệt đó, là tại người ta đã gạt chị. Nhưng thôi, chị ngu quá thì đành chịu. Em đừng có giận chị nữa, em nhận đi cho chị vui. Em cứ nhận đi cho chị vui, nghe theo lời của ông, cho vui nhà vui cửa. Chị bày vẽ quà cáp chi cho mất công vậy chị? Em bỏ qua chuyện đó rồi, nhưng mà em vẫn còn sợ hãi lắm. Cả ngày em cứ lo sợ là bị người ta hãm hại. Thiệt, chị thấy thương em quá. Nhưng mà tất cả là do em tư bày kế cho con lũ nó làm, rồi lại đổ tội hết cho chị. Mấy cái chuyện mà ghê rợn như vậy, sao mà chị dám nghĩ ra hả em? Cụ thể là chị tư biểu chị làm gì? Thì hôm bữa chị cũng có nói với em rồi đó, nó giả bộ đỡ em, xong rồi cào cho em xước cổ, xong lại bày cái chuyện mua loại dầu đó cho em xài. Nhưng tiếc là chị không có bằng chứng gì hết, cho nên chị có nói với em thì em cũng không có tin chị đâu. Nhưng chị thề với em,
Tất cả những gì chị nói là sự thật. Cái con đó nó nham hiểm lắm, chứ không có nhẹ nhàng như cái vẻ bên ngoài của nó đâu. Cho nên em nhớ cẩn thận với nó. Dạ em biết rồi. À, còn cái chuyện này nữa chị hai. Con Lửu, nếu như chị không dùng nó nữa thì chị để nó làm cho em nghe chị. Ừ, nếu như em muốn là được mà. Dạ. Vậy thôi, chị về phòng đây. Em cũng nghỉ ngơi đi nghe. Để em tiễn chị. Ơ chị hai. Nè, sao vậy? Bà vô đây làm cái gì vậy hả? Vô đây tính hại người ta nữa hay sao? Mình mình có sao không? Dạ em không sao. Ai cho phép bà vô đây? Đi ra ngoài mau. Bà tưởng không có ai rồi lại tính vô đây hại người ta thêm một lần nữa hả? Tôi đã xí xóa cho bà chuyện cũ, nhưng mà vẫn để mắt tới bà đó, bà nghe chưa? Đừng có hòng giở trò một lần nữa. Sau này đừng tới gần bà Năm, bà có hiểu chưa? Tôi chỉ... Mình ơi, em... do em bị trượt chân, chị hai đỡ giùm em thôi mà. Nè, mình đừng có chủ quan. Biết đâu là mình trượt chân là do bả thì sao? Cẩn thận vẫn hơn. Loại người này việc gì mà không dám làm chứ. Bà đứng đó làm cái gì nữa? Sao không ra ngoài đi? Mình... thôi mình bớt nóng đi. Chắc là mình mới đi về cũng mệt. Để em xoa bóp cho mình nghe. Chị hai. Chị hai. Bộ chị giận em sao mà bữa giờ chị tránh mặt em miết vậy? Tôi có việc của tôi, còn cô có chuyện của cô. Mạnh ai nấy làm, đường ai nấy đi. Mắc mớ gì đâu phải tránh. Mà tôi cũng có lạ gì trong cái nhà này đâu, sao dám giận ai chứ. Chị nói không giận mà nghe cái giọng như đang lẫy vậy kìa. Thôi, chuyện gì không vui mình bỏ qua hết đi. Chị ôm làm gì cho nặng lòng hả chị? Ai mà chưa từng phạm lỗi chứ. Chị đừng có bực bội hờn mát như vậy nữa. Sống á là phải biết buông bỏ mà. Đúng là cười ra nước mắt mà. Một đứa không có ra gì mà cũng lên giọng cao giảng đạo lý lý luận. Tiếc là cô chọn nhầm người gây sự rồi. Chuyện gì tôi làm tôi đã nhận trừng trị. Còn chuyện cô đã từng làm với tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Đồ rắn độc. Đó gọi là có ơn thì trả ơn, có oán thì báo oán. Cô đã rõ chưa? Từ bây giờ cô hãy tránh xa tôi ra đi. Tôi ghét nhất là gặp mặt cái loại người tráo trở giống như cô vậy đó. Chị hai, chị nói chi mà mấy lời nặng nề dữ vậy? Chị mới vừa thoát khỏi kiếp nạn, chị không biết sám hối mà còn nói chuyện khẩu nghiệp quá vậy. Nhưng thôi, chị không thích nhìn thấy em á thì em đi đây. Em chỉ mong từ đây về sau á, chị ráng tu thân tích đức để không bị người khác vạch mặt lần nữa nha chị hai. Còn khốn nạn, mày cứ cười đi, rồi có ngày mày sẽ biết tay tao. Má, con cứ ngồi đi. Ngồi đi con. Con ăn liền chén canh này đi cho nóng. Dạ, má cứ để đó đi, một lát nữa con sẽ ăn. Mà má nè, mấy cái việc này sao má không để cho cô xuyến bưng mà má phải nhọc thân vậy? Có gì đâu mà nhọc hả con. Má muốn tự tay nấu cho con dâu má ăn tẩm bổ, đặng mà
sanh cho má đứa cháu nội khôi ngô tuấn tú đó mà. Nói tới đây tự nhiên má thấy nôn dễ sợ đó Bích Khê à. Má mong sao khi con sanh nở thì chồng con nó cũng chạy về kịp thì hay biết mấy. Dạ, con cũng mong vậy đó má. Bữa giờ ảnh một thân một mình ở trên đó, con cũng thấy lo ghê, không biết ăn uống ngủ nghỉ làm sao nữa. Kệ nó đi, nó lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà con lo cho nó. Nó làm sao cũng được hết, miễn sao á nó biết chí thú làm ăn là má mừng rồi. Cả đời này má chỉ có một tâm nguyện thôi, là mong nó được nên người. Vì cái cơ ngơi này chỉ trông chờ vào một mình nó đó con. Nè, con ăn đi khi nó còn nóng nè con. Dạ, má để con. Ông Liên, cô sao vậy? Sao mặt mày cô tái nhợt vậy? Cô có sao không? Trịnh công tử, không biết tôi bị sao nữa. Trưa hôm qua tôi tắm xong á, là người bắt đầu lừ đừ. Tới tối là người lúc nóng lúc lạnh. Còn bây giờ người tôi như có lửa đốt, tay chân mỏi nhừ, còn đầu tôi lại như búa bổ vậy. Thôi chết, sao trán cô nóng dữ vậy nè? Hình như cô bị sốt rồi. Cô nằm ở đây chút nghe, tôi chạy đi nhờ thầy tới khám. Tôi không cần đâu. Thầy tới rồi mất công trộn rộn lại gây sự chú ý cho đám tay sai của cha tôi. Cô đừng lo, tôi biết cách để bọn nó không dò ra mình. Cô ấy có sao không thầy? Cậu đừng có lo, cô ấy chỉ đang bị cảm lạnh thôi. Cho cô ấy nghỉ ngơi tẩm bổ, chỉ uống thêm vài thang thuốc là cô ấy sẽ khỏe ngay. Dạ, cảm ơn thầy. Thầy cho tôi gửi. Ừ, cáo từ. Ừ. Hồng Liên, cô có sao không? Em thấy lạnh lắm, em lạnh quá. Em lạnh quá, em lạnh. Sao rồi? Nàng thấy sao rồi? Nàng thấy đỡ chưa? Lạnh quá. Này đừng sợ, có ta đây. Em lạnh quá công tử. Này đỡ hơn chưa? Em lạnh quá, em chết. Sao rồi? Ta phải làm sao đây? Em lạnh quá công tử. Em lạnh quá. Có ta đây. Đây đừng sợ. Đừng sợ. Công tử. Đã có ta đây rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trời nắng quá, càng đổ mồ hôi hết rồi. Nhìn kia, cảnh vật đẹp ghê ha. Hehehe